Xin chào mấy chị ha, xin chào cả nhà mình. Mấy chị chấm bài giúp em với ha, mấy chị cho em xin một chấm và một lượt chia sẻ với mấy chị ha. Nó bốt tương tác mà hôm nay nó bốt tương tác rất là nhiều, mấy chị chấm bài giúp em ha. Cho em xin một lượt chia sẻ cho nó có tương tác một chút. Em like tuần nay và tuần sau nữa là em cũng nghỉ phép rồi đó mấy chị. Cảm ơn chị Phương Dung ha. Mấy chị bấm nút like và chia sẻ bài giúp em với ha. Em like hôm nay sáng hôm nay em like một buổi và buổi chiều nhà em có việc nhà em nghỉ mấy chị ha. Vậy nào mà muốn mua thêm nữa thì sáng thứ hai mua. Cô vô xem là em gửi luôn ha. Còn mấy chị mà ok thì chiều nay em sẽ gửi đơn mấy chị đi. Trưa nay em xuống lại em nghỉ chiều em sẽ chốt đơn. Thiếu nhân viên làm, chiều nay phải nghỉ chốt đơn đó mấy chị. Chiều nay phải nghỉ một buổi chiều để chốt đơn gửi cho mấy chị đi, mai cho kịp Tết ha. Mai cho kịp Tết. Mấy chị chấm bài giúp em với mấy chị ha. Mạng nó bị ẩn hay sao mấy chị comment em không thấy. Tới hồi em xem lại bình luận thì em thấy mấy chị comment rất là nhiều, nhưng mà nó che em không thấy được mấy chị ha. Nó che em không thấy được. Chào Dung Dung ha. Dung Dung hôm trước có mấy cốc thô đẹp đó Dung Dung. Có hàng mà thô mà có giãn hôm trước đó. Có mấy khúc mà giờ trời như cũng còn mất nó đè ở đâu thấy rồi hay sao á. Tái tiết mẹ mày. Đây dương mình sợ là chưa? Mẹ có hán quân có hán đây dương sợ là còn đó tệ. Lắm chị. Cho nó nạ hầu thái dục rồi á. Do em thấy chị lựa đồ nên em không còn hôm trước của cô mấy chị mà chủ dịch á mua xong là để lại gói rồi ít nữa nó gửi, nhưng mà do mấy chị không đi được là xả ra chứ cái hàng đó cũng còn lại thôi chứ không phải là mới về đâu Dung Dung, không phải mới về đâu ha. Rồi em lên cái vô này cho mấy chị nè, cái vô này là hàng giá 160 mấy chị ha. Mấy chị chia sẻ bài giúp em. Mấy chị chia sẻ bài giúp em ha. Em sẽ like cái vôn này. Cái vôn này là giá 160, riêng cái vôn này là nó có co giãn quá trên. Rồi để còn gửi cho Dung Dung ha. Để xem tới hồi còn sẽ chụp hình gửi cho Dung Dung. Cái này mấy chị may đầm body được ha. Vôn mấy chị phải lót ha. Mà cái này nó có giãn nè. Nó có giãn mấy chị may body được ha. May body, may áo dài, may áo đầm tầng, may maxi, tắt cùng tặc cái gì cũng được hết mấy chị ha. Vô là mấy chị phải lót, vô là mấy chị phải lót ha. Cái hàng này hàng 160 nè, nó bị đè hôm nay em mới lôi ra được. Em like cho mấy chị giá 100 ha. Mấy chị chấm bài và chia sẻ giúp em ha. Chia sẻ giúp em, cho em xin một lượt chia sẻ. Mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ ha. Em chào chị Phùng Nguyễn ha. 2 mét này rất là rẻ đẹp lắm á mấy chị.
2 mét này là 21k. 2 mét vô này là 21, mấy chị báo cho em 21k kèm số mét ha. 21k kèm số mét. Mấy chị lên đầm lên lên áo dài. 21, mấy chị báo cho em 21k kèm số mét. 21k kèm số mét mấy chị ha. 21, mấy chị báo cho em 21. Cái cốc này là lụa mấy chị, cái này là lụa, lụa gì mà có giãn ha, có giãn, cái này là có giãn. Váy áo đầm bộ không cần lốt, váy áo đầm bộ không cần lốt. Cốc này là 37k, 37, mấy chị báo cho em 37, một cốc duy nhất đó mấy chị. Váy áo đầm bộ đều được ha, 37, 37, mấy chị báo cho em 37. Em chốt chị Trần Thu Hà. 21 em chốt cho chị Hoa Vừa Cầm. Hoa Vừa Cầm đó là 2 mét là 21k chị Trần Thu Hà ha. Cho chị Kia Lê 3 mét nè. Cái này là von. Thầy phá rồi thầy. Cái này là von chi phong đây. Cái này là von. Von này là cái hàng này là giá 160 ha. Giá 106 mà em sale cho mấy chị giá chỉ có 100 thôi, rất là rẻ. May body được. Cái này mấy chị về may body được ha. Ba mét cho chị Kia Lê. Chị Nguyễn Mỹ Hà 2 mét. Hai mấy mà chỉ có 21k, rất là rẻ mấy chị. Mấy chị à, đơn mới cho em xin số điện thoại với ha. Hai cốc này là hai mấy nè. Cho em xin số điện thoại với. Cái này cũng vô nảy hạt mấy chị ha. Cái này cốc cũng vô nảy hạt màu rút. Vô nảy hạt. Cốc này là hai mấy. Hai mấy này mấy chị à, mới đầm ha, vô 29k. 2 mét này là 29, mấy chị bảo em 29. 29 2 mét, mấy chị bảo em 29. 29, mấy chị bảo em 29. Cái này là màu xanh xanh xanh. Cái này là lụa mấy chị, lụa satin ngọc trai. Cốc này là lụa satin ngọc trai mấy chị ha. Để em xem được mấy mét. 1 mét 2. Cốc này là 1 mét 2. 29 em chốt chị Kia Lê. 38, 1 mét 2, 38, mấy chị báo em 38. 38 màu xanh mấy chị. Màu xanh. 1 mét 2, 38, mấy chị báo em 38. 38 đó. 38 đó em còn có khúc nhiều này nữa mấy chị nè. Em còn khúc nhiều nữa ha. Mấy chị à, may bộ áo đầm. May bộ áo dài. Bi. Bi thì em có cái lụa đuổi. Ba tám em chốt chị Nguyễn Cẩm, em có hút này là 3m4 nè, 3m4 ha, cũng là lụa satin ngọc trai màu xanh, màu xanh này màu xanh minh nha mấy chị. Cúp này là 3m4, 3m4 này là 99, 3m4 này là 99, mấy chị báo em 99. 99 mấy chị báo em 99. Đấy hả? Màu này luôn hả? Nè, 99 mấy chị ha, 3m4, 99 mấy chị báo em 99. 99 mấy chị bảo em 99 này nè, còn nè. Cho chị Nguyễn Cẩm nè. 99 nó là được 34 đó mấy chị. 99 nó là 34 ha. Cái này là lụa satin. Cái này là lụa satin. Cúp này là 4,5 mét mấy chị ha, 4,5 mét satin. Có con hơi
vôn thì em có cái vôn hoa này là chị Như Quỳnh. Cái này là vôn này mình lên body được ha. Lên đầm xòe, lên đầm maxi này, em có cái vôn này chị Như Quỳnh này. 70k. Cốc lửa satin này là 70k, mấy chị báo cho em 70. 70k. Đo vừa xong lại quay. 70k, mấy chị báo cho em 70 ha. bốn mấy rưỡi mà 70k, chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia ha. Lụa satin em chốt chị Phạm Thị Ba, em chốt chị Phạm Thị Ba. Dạ xung cấp hàng em không có. Dạ có giãn chị Phạm Thị Ba, có giãn ha. Khúc này là 48k, lụa satin màu rêu 48k. Hoa đen. Màu xanh rêu, cái này là màu xanh rêu ha. Ba mét 48 em chốt chị Nguyễn Cẩm. Về chị Hà Minh 2,5 mét hoa này. Hai mét rưỡi cho chị Hà Minh. Cái này cũng lụa satin mấy chị ha. Cái này cũng lụa satin. Lụa satin. Lụa satin là có giãn mấy chị ha. Phi mới không có giãn rồi ha. Cúp này là 4 mét mấy chị. 4 mét mà khổ có 1 mét 2 ha. Là mấy chị may đủ một bộ áo dài rồi này. Cúp này là mấy chị chị nào may bộ áo dài là đủ. Khổ 1 mét 2, 4 mét là đủ ha. 59k. 59 mấy chị bảo em 59. Màu rất dễ thương mấy chị ha. Màu này mặc nguyên bộ áo dài rất là đẹp. 59 mấy chị bảo em 59. 59 mấy chị bảo em 59. Cái này là vôn, vôn này mấy chị à, may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài này. Cúp này là 2 mét. Cúp này là 2 mét. 27k. 2 mét này là 27, mấy chị báo em 27k kèm sơ mét. 27k kèm sơ mét. Cái này hả chị, cái này là lụa ý mấy chị. Lụa ý ha. Chị Lê Hiền ơi, chị lấy luôn giúp em cái khúc đó là 59 luôn ha. 59 em chốt chị Lê Hiền nè. 4 mét về chị may cho đủ bộ ở dài. Chứ chồng cắt ra 2 mét rồi em không cắt được. Chị Lê Hiền la hết thì bảo ok giúp em chị Lê Hiền ha. 27 em chốt cho chị Silver nè. 27 em chốt chị Nguyễn Cẩm. Thôi cắt một khúc này cho chị Nguyễn Cẩm nha thôi. 2 mét không cắt được đó chị. Chị chồng qua mẫu khác giúp em ha. Tại vì cái khổ có 1 mét 2 mà cái khúc đó 4 mét. 4 mét là em không cắt được. Mấy chị chia sẻ bài giúp em nè. Mấy chị chấm bài và chia sẻ bài giúp em. Em sẽ like cái cài này cho mấy chị rất là đẹp. Cái nào 4 mét? Bài chị cắt 2 mét. 4 mét mà cổ có 1 mét 2 mà sao cắt được. Like cái này là đuổi mấy chị ha. Cái này là lùa đuổi nè. Có co giãn. Váy áo đầm bộ áo dài đều được mấy chị ha. Mềm mướt rũ lùa đuổi. Màu đỏ. Màu đỏ này là màu đỏ tươi mấy chị. Đỏ tươi ở ngoài rất là đẹp. Vô trong hình nó chói lên á, chứ ở ngoài rất là đẹp mấy chị ha. Để em cắt 2 mét. Mấy chị cho em xin một lượt chia sẻ đi mấy chị ha. Mấy chị chia sẻ bài đi rồi em like cái tay này cho mấy chị. 2 mét này là 35k. 2 mét đuổi này là 35. Mấy chị báo em 35k kèm số mét ha. 35k kèm số mét. 35 này là 2 mét, mấy chị báo em 35k kèm số mét. 35, mấy chị báo em 35. Mấy chị báo em 35. Cho chị Bùi Hạnh, chị Phạm Thị Ba 2 mét nè. Chị Phạm Thị Ba 2 mét.
chị Bùi Hạnh lắm mấy. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm đó chị ha. Cái hàng này hàng là hàng 160 nè mấy chị, hàng 160 mà nó ở cuối á. Em lâu giờ nó mới ra nè, em sale cho mấy chị giá 100. Năm mét cho chị Bùi Hạnh. Chị Bùi Hạnh có 5 mét rồi ha. Chị Phương Dung 2 mét. Vải may quần đen loại nào chị Phạm Loan? Hai mét cho chị Phương Dung. Phạm Thị Ba và Phương Dung đó. Chị Nguyễn Cẩm 2 mét. Chị Phương Dung 2 mét á chị, ở có rồi nè, chị Nguyễn Cẩm 2 mét. Vải đẹp co giãn thì em có lụa satin đó chị Phạm Loan. Lụa satin ha. Chị Nương Đặng Lanh thì em có còn mấy mẫu đó chị. Còn cũng ít ha. Chưa về lại thằng mới á mấy chị. Thằng đồ màu nó màu đã sẵn ha. Cho chị Lê Thị Hoa 2 mét nè. Chị kia Lê 2 mét. Cái này là có giãn mấy chị ha, lụa đuổi có giãn, váy áo đầm bộ, nguyên bộ áo dài đều được nè. Chị Trần Thị Thùy Hương 2 mét. Đấy. Ừ. Chị Trần Thị Thùy Hương ở trong nó có cái bán. Chị Hồng Lê 2 mét. Lại cái cài đuối hết rồi. Chị Hồng Lê 2 mét. Chị Vùng Nguyễn 2 mét nè. Chị Vùng Nguyễn 2 mét. Chị Phạm Ngọc Yến 3 mét. Chị Phạm Ngọc Yến 3 mét nè. Chị Phạm Ngọc Yến 3 mét. 2 mét là 35k chị Siêu Nguyễn ha. Cái này là đang cắt, cái này là lừa đuổi chị Nhâu Nguyễn. Lừa đuổi ha. Cái này là lừa đuổi. Có giãn mấy chị. Chị Bùng Nguyễn có 2 mét rồi. Chị Nguyễn Sương 2 mét. Lừa đuổi có co giãn váy áo đầm bộ không cần lấu có mấy chị. Chị Sương Nguyễn 2 mét. Nhâu Nguyễn 2 mét. Cái đỏ này là lùa đuổi có co giãn, váy áo đầm bộ đều được, áo dài được mấy chị ha. Chị Như Tuyết 2 mét nè.
hai mét này là có 35k mấy chị Nguyễn Thuy, hai mét có 35k thôi mấy chị ha. Hai mét này là 35k, em sale rất là rẻ, cái hàng này hàng 160 mà em sale cho mấy chị giá 100 á. Chị Như Tuyết 2 mét nè. Chị Thi Hoa Lê 3 mét. Có bốc 3 mét rồi. 3 mét thì nhả ra rồi đúng không? Chị Thi Hoa Lê 3 mét. Mấy chị đơn mới cho em xin số điện thoại để em chốt đơn nè, để chạy thêm. Ba mấy đó. Thu hồi liền. Chị Nhâu Nguyễn có 2 mấy rồi ha. Chị Nguyễn Nhâm ơi, em đưa like cái lụa màu đỏ này này, hồi nào em lên lụa satin đen rồi mấy chị hãy comment ha. Chứ còn mấy chị comment vừa trừ là nó sẽ lạc á. 2 mét cho chị Hà Minh. 2 mét cho chị Hà Minh. Chị Nguyễn Thi có 2 mét rồi. Có anh Thi? Chưa hả? Rồi chị Nguyễn Thi có 2 mét. Chị Bích Văn không hình 2 mét nè. Mấy chị em căng có cốc đầu tiên là 35k mấy chị ha. 35k là 2 mét. Còn mấy cốc sau là em đo nhanh, nhiều lúc nó chênh lệch 1-2k, mấy chị thông cảm giúp em ha. Chị Bích Văn 2 mét. Em cũng vẫn tới hồi em chốt hàng á, em cũng căng cho mấy chị là giá y 100 ha. Chị Loan Út 2 mét nè. Chị Loan Út 2 mét. Chị Phạm Thị Ba 2 mét. Chị Phạm Thị Ba có rồi ha. Chị Phạm Thị Ba có rồi. Chị Gia Đình 3 mét nè. Chị Gia Đình 3 mét. Mấy chị cố gắng mua cho đủ đơn để em gửi đi mấy chị ha. Mấy chị cố gắng xem mua cho đủ đơn để em gửi, chứ còn mà mấy chị mà mua có 1-2 khúc thì cũng không gửi được. Chị có rồi, chị Phạm Thị Ba có rồi ha. Lon Út. Ừ. Cái này là lùa đuổi chị Từ Điệp. Mình hỏi cây em cảm ơn chị Vùng Nguyễn ha. Chị Bà Thập ơi, một mét thì may được một cái quần hơn một cái áo thôi, còn mà một bộ là 2 mét ha, một bộ là 2 mét đó chị Bà Thập. Cái này là lùa đuổi. Lùa đuổi cái hàng này là hàng giá 150-160 mấy chị, chứ không có giá 100 đâu ha. Rồi chị nào lấy cái nữa thì báo em ha. Chị Từ Điệp 3 mét nè. Chị Hà Trần ơi, chị lấy lưới tu tu nó màu gì, vừa trừ nó cũng đè á. Nó cũng đè, em chưa có soạn được đó chị. Ba mét cho chị Từ Điệp. Cái này là lụa đuổi mấy chị ha. Cái này là lụa đuổi có co giãn, váy áo làm bộ đều được, rất là đẹp. Cái hàng này hàng 160 mấy chị. Cho chị Hường Nguyễn 3 mét nè.
đổi lại cho chị Phạm Thị Ba 30,5 à. Rồi để em đổi ha. Cho bà mấy. Bỏ hai mấy cô cho chị Cam nghỉ. Bỏ hai mấy cô và chị Phạm Thị Ba nhé. Cho chị Cam nghỉ. Rồi để em đổi cho chị Phạm Thị Ba 30,5 ha. Mấy chị nhận cái chất này về rất là đẹp, đẹp lắm. Chị Phạm Thị Ba em đổi lại cho chị 30,5 này. Rồi chị Cam Nguyễn có hai mấy rồi ha. Chị Cam Nguyễn có hai mấy rồi. Rồi em qua mẫu. Cái khúc này chị nào may bộ áo dài nè. Nếu may mùng được có màu hồng hoặc màu cam cắt cho chị 12 cái nha. Dạ được chị, may mùng được. Cái lưới tô tô nó là may mùng ha. Cái khúc này là 4m59 cam á chị. Lụa sa tin có co giãn. 4m59 của chị Cam Nga. Chị Trần Trâm 2m chưa có. Chị Trần Trâm 2m. Chị Trần Trâm đơn mới cho em xin số điện thoại với ha. Chị Trần Trâm đơn mới cho em xin số điện thoại để em chốt đơn ha. Chị nào mà đơn mới cho em xin số điện thoại mà em mới chốt đơn được ha. Chứ còn mấy chị chốt xong mà không có số điện thoại thì em cũng không có liên lạc được mấy chị á. Mấy chị phải cho em xin số điện thoại ha. Chị Trần Tâm 2m nè. Dạ em cảm ơn chị Thu Thủy ha. Em cảm ơn chị Thu Thủy. Lụa sa tin nhà em rất là đẹp, chị nào nhận về cũng khen hết á. Chứ không phải như mà mấy cái shop khác mà vải mà cứng cứng đơ đơ đâu mấy chị ha. Rất là đẹp, riêng cái lụa sa tin với lại phi lụa nhà em á đẹp lắm. Chị Phượng Mỹ 3m 4m. Chị Trần Trâm của lúc trước à, là chị đổi hình đó chị. Chị đổi hình là gì hả chị Trần Trâm? 4m cho chị Phượng Vĩ nè. Chị Nguyễn Nga 2m kìa. Chị Nguyễn Nga ơi, kèm mẫu kèm màu giúp em với ha. Cái này là 35 thì chị kèm 35, còn không thì chị báo màu đỏ. Chứ chị ghi 2m như vậy là em không biết mẫu nào. Mấy chị phải kèm màu, kèm mẫu giúp em ha. Phải màu này không chị Nguyễn Nga? Rồi ok chị Trần Trâm ha. Tại vì em thấy cái hình đại diện nó khác, em tưởng là chuyện mới. Rồi cái này là 35k 2m, vừa đuổi rất là đẹp đó mấy chị. Em lên cái cây vô này cho mấy chị luôn nè. Cái vô này là 21k 2m mấy chị ha. Cái vô này là 21k 2m. 21k, mấy chị bảo em 21k kèm số mấy? Von. Cái này là von mấy chị ạ, may áo đầm maxi. May áo đầm tầng, len áo dài ha. 21k, mấy chị bảo em 21k kèm số mấy? 21k, hoa nhí màu xanh rất là dễ thương. Chị nào lấy cái này thì bảo em 21k kèm số mấy? 21k kèm số mấy? Màu trắng kem, em không thấy màu trắng kem thôi mấy chị, chưa có ha. Lụa sa tin màu trắng kem thì em không có. Cho chị Phương Dung 2m nè. Chị Bích Văn 2m. Chị Lê Thảo như ngày hôm qua có mẫu này rồi đó chị Lê Thảo, có chưa? Để em cắt cho chị, nếu có trùng rồi thì em bỏ ra nè. Cái hàng này hàng em like rồi đó mấy chị. Chị Lê Thảo để em cắt cho chị 2m ha. Okay. Chị Bùi Hạnh 2m. Chị nào lấy cái này nữa thì 21k mấy chị. Cái vô này nó có co giãn lắm mấy chị. Nó có co giãn.
Bôi theo thì em cũng còn ít mẫu đó cho chị, Trần Trâm. Còn màu trắng không? Chưa về lại. Rồi em bỏ cho chị, nếu mà trùng thì em bỏ ra. Cho chị Hà Thị Kim Anh 2 mét. Chị Bùi Hạnh có 2 mét rồi ha, chị Bùi Hạnh có chưa? Chị Hà Thị Kim Anh 2 mét. Ướm lên người hả chị? Đây mấy chị ha. Đây này mấy chị. Cái này mấy chị lên đầm nè, lên áo dài ha. Rất là đẹp, dễ thương lắm, màu xanh rất là dễ thương. Chỉ có 21k 2 mét thôi, rất là rẻ. Đẹp lắm mấy chị, thằng này nó có giãn cho mình đủ cử động này, may body được mấy chị ha. Chỉ có 21k 2 mét thôi. Chị Hà thì Kim Anh có 2 mét rồi nè. Cắt đi. Thôi chị nào lấy nữa đây thì báo em 21k kèm số mét ha. Chị Hà thì Kim Anh nhà có mà nó chưa chốt thôi. Chị Nguyễn Sương 2 mét. Chị Trần Trâm 2 mét nè. Dạ chị Hà Thị Kim Anh ơi, hình như là em chưa chốt đơn cho chị mà em chưa chụp. Em mà em chụp hình qua cho mấy chị xem nè, xem những thuốc vải mấy chị chọn trên like. Mấy chị xem ok ha, là cho em xin địa chỉ với số điện thoại rồi em mới gửi đơn. Chứ còn em chưa chụp là em chưa gửi mấy chị ha. Chị gia đình 3 mét. Đỏ đốm vàng, đỏ đốm vàng nào ta? Đỏ đốm vàng nào dung dung không thấy. Chị gia đình 3 mét. Trắng này là lùa đuổi mấy chị ha, cái này là lùa đuổi khúc này là 1,5 mét, khúc này là 1,5 mét, 1,5 mét. Chị Ngô Kim Tuyến ơi, mấy chị phải kèm mẫu giúp em ha, kèm mẫu kèm màu giúp em. Chị Giang Mi Trương nữa nè, 4 mấy chị vậy chị Giang Mi Trương ơi, giải vần nam em không có mấy chị, 1,5 mét này là 30k. 1,5 mét lùa đuổi 30k, mấy chị báo em 30. Màu xanh thì mấy chị báo em màu xanh là, màu xanh này là 21k 2 mét. Còn màu đỏ thì mấy chị báo em màu đỏ, màu đỏ thì em cũng còn được ít mẫu thôi. Có đường nấu rồi này nè. 30 chốt cho dung dung. Diệp Kiều Trinh 2 mét nè. Vôn. Mấy chị có kèm màu kèm mẫu em mới biết ha. Khúc này là 3 mét rồi. Xanh này là vôn đó chị thịt vỏ. Xanh này là vôn ha. Lưới đó có bông không? Dạ không có chị Hà Trần. Lưới tu tu một màu thôi ha. Không có bông, bông em hết rồi. Chỉ còn một màu thôi, lưới tu tu em còn một màu. Còn hoa văn thì không có. Rồi ok dung dung ha. Cái gì Dương Mê Trương 4 mét. Dạ vải thun em không có, vải thun em con không có chị Phường Vĩ ha. Mấy bộ em có rất là nhiều đó chị Trần Thị Bảy. Mấy bộ thì em có nhiều lắm ha.
lùa đuổi cho chị là 1,5 mét này. Đứng xuống. Chia chị. Chị nâng đặng 1,5 mét lùa đuổi. Cái này mây bộ được chị Trần Thị Bãi ha. Cái này mây bộ được nè. Lùa đuổi. Váy áo đầm bộ không cần lỗ. Có giãn ha. Chị Ngô Kim Tiến cũng màu xanh. Vôn nhí màu xanh. Rồi ok chị ha. Dạ có mấy chị. Dạ có ha. Em có bông màu, màu đen hồi nãy đầu like. Em like mà mấy chị thì ít. Chưa mấy chị vô chưa đầy đủ để em xe. Chị thịt vỏ đuổi này 2 mét chị có rồi. Có chưa chị thịt vỏ này có chưa? Hay là có chị Long Nguyễn? Cái này em cũng còn được có mấy mét nữa thôi mấy chị này. Chị thịt vỏ đuổi 2 mét nè. Chị Loan Nguyễn 1,7 m. Gần hết màu đỏ này rồi mấy chị. Gần hết màu đỏ này rồi ha. Không lụa đuổi màu trắng đó. Trời ơi chị Nhân Đặng ơi, mấy chị phải kèm mão kèm như vậy là em nhầm mã rồi mấy chị ha. Rồi bỏ màu đỏ nó ra đi. Để hồi màu trắng ha, không có hết rồi. Để em tìm thì em có em bỏ vô cho. Chứ còn vừa từ là hết rồi ha. Chị thịt vỏ 2 mét. Chị Kiều Trinh đuổi 2 mét đỏ. Chị Kiều Trinh 2 mét đỏ nè. Nó mới vừa trả về số chị. Mới trả về không chứ bảy đây. Nó gửi về, nó mới trở lại cho chị ông chú Bãi đây. Giờ em đến cái thằng chị gửi lại cho. Long Nguyễn 1,7 m. Chị Kiều Trinh. Chị Trang Thanh 2 mét màu xanh. Và em bỏ ra chị nương đặng ha. 2,8 m. Bỏ khúc rã ra rồi. Mấy chị phải kèm cái giá tiền của em cho em bữa biết này. Chứ còn mấy chị mà ghi mà không rõ ràng là em không biết ha. Đuổi là em có rất là nhiều đuổi, nhiều màu. Chị Trang Thanh 2 mét. Rồi em lên vẩy mây bộ. Cái này cho 1,5 m nữa đó hả? Đây cái nào màu đen. Màu đen này là tất ta mấy chị ha. Cái màu đen này là tất ta nè. Mây đầm ha. Cái này mây đầm, mây áo dài. Cái này thử được mấy mét màu đen. Cái này cái gì thịt vỏ nè. Xong rồi cái này có ai nữa. Có một khúc 1,5 m với máy. Một chị Loan Nguyễn là 1,7 m. Khúc này là 67k. 67 mấy chị báo với em. 67 chị Kiều Trinh có chưa. 67 mấy chị ha. Khúc này là 67 màu đen. Màu đen này mấy chị à, may đầm xòe nè. May đầm sung. May đầm thiết kế rất là đẹp. 2,3 m. Khúc này là 2,3 m mấy chị. 2,3 m màu đen. 2,3 m ha. Lụa tất ba. 66k. Mấy chị báo em 66. 66. Cái cốc này là lụa satin ha. Cái cốc này là lụa satin. Cái này là khổ 1,5 m này. Cốc này là 2,5 m lụa satin. Màu đồng. Cái này là màu đồng lụa satin mấy chị ha. Lụa satin màu đồng. 39k. 2,5 m 39 mấy chị báo em 39. 39 đó mấy chị ạ, may bộ áo dài, may áo đầm, may đồ pyjama ha, lụa satin. Số 6 này đây nè. Số 6 đây. Số 6 em chốt cho chị Phạm Thị Ba. 39 em chốt cho chị Lê Thị Hoa. 39 em chốt cho chị Lê Thị Hoa, màu nó giống màu này nha.
Cái này nó khác màu một chút này được không chị? Chị Thuy Nguyễn. Đó, chị Nguyễn Thuy. Cái này nó khác màu một chút được thì chị báo ok em bảo ha. Cái khúc của chị này là 42k này. Cũng lụa satin nhưng mà nó khác hơn một chút màu thôi. Được thì chị lái thì chị báo ok giúp em ha. Cái khúc này cũng là lụa satin đó chị. Khúc này cũng là lụa satin ha. Lụa satin khúc này là 1,5 m. 1,5 m mấy chị Mai ha. Không vậy không ha. 24k, khúc này là 24 mấy chị báo cho em 24. 24 mấy chị báo cho em 24. Cái này là cũng lụa satin màu hồng mấy chị ha. Cái này là lụa satin màu hồng. Đâu nhiều đâu, 28 đâu. Khúc này là 3,5 m, 42 em chốt cho chị Phạm Thị Ba. Hôm qua chị mua mấy tấm gửi chưa chị chưa. Dạ chị Hồ Thị Văn ơi, em đã chốt hàng trong tin nhắn chưa? Chị xem chưa? Nếu mà em chốt rồi thì chị xem rồi thì em gửi ha, còn chị chưa em chưa chốt thì em chưa gửi á mấy chị. Chứ còn nhiều chị quá em cũng không nhớ ha. 52. Khúc này là 52, mấy chị báo em 52 màu hồng mấy chị ha. Satin. Lụa satin màu hồng 52, mấy chị báo em 52. 52. 52, em đo tới được mấy mét, khúc này là 52 ha, khổ 1,5 m, cái nào khổ nhỏ thì em sẽ báo khổ nhỏ. Ba mét tư 52 màu hồng. 3,4 m 52, mấy chị báo cho em 52. 24 em chốt chị Nương Đặng này. 24 em chốt chị Nương Đặng. 52, mấy chị báo cho em 52. 52, mấy chị báo cho em 52. Cái này là lụa satin màu đỏ mấy chị ha. Cái này là đỏ cam này. Đỏ cam hay đỏ tươi đây. Khổ có 1,2 m thôi. Cái này khổ 1,2 m mấy chị ha. Mà lụa satin màu đỏ này là khổ 1,2 m. Em phải cắt 2,5 m. Em cắt 2,5 m mấy chị mang cho đội bộ ha. Cái hàng này hàng khúc, mỗi khúc em có được vài khúc vài mấy cho mấy chị. Lụa satin. Lụa satin này mềm, nước lũ có giả rất là đẹp. Vô đồng nó chói thì dễ sợ chưa. Ba mươi sáu k, 2,5 m này là 36 mấy chị. 36 mấy chị may một bộ ha. 36 mấy chị báo cho em 36 màu đỏ lụa satin có giãn mạnh luôn mấy chị nè. Cái đỏ này ở ngoài rất là đẹp mấy chị, không có đỏ cho như trong hình đâu ha. Chị Nguyễn Ngọc Phúc ơi, cái khúc hồi nãy nó là chị ở sao ha. Cái khúc hồi nãy nó là chị ở sao ba. 39 nó là của chị Lê Thị Hoa. Còn chị lấy lụa satin, chị lấy cái lụa satin hồi nãy giờ em là em đương lai satin, chị phải chốt cái số em mới biết. Chứ còn chị lái như vậy em không biết chị Nguyễn Ngọc Phúc ha. Mấy chị phải chốt số. Chứ hồi nãy giờ là toàn bộ khúc nào là cũng satin hết chứ. 36k 2,5 m một bộ. Chị mấy chị mà may nguyên bộ áo dài màu đỏ thì phải 4 m ha. 4 m mới đủ một bộ. Cái khúc này là lốt giấy. Khúc này là lốt giấy mấy chị ha. Khúc này là lốt giấy. Mấy chị cái lốt này mấy chị mua về để làm lốt ha. Không may được bộ mà không may được áo này. 18k. Lúc này 18k, mấy chị báo cho em 18. 18k này là lốc giấy ha. 18k này là lốc giấy, mấy chị báo cho em 18. 18 này là được 1,4 m. 18 này là được 1,4 m, mấy chị báo cho em 18. 18 mấy chị báo cho em 18. Cái này là thô. Cái khúc này là thô mấy chị ha. Có chỗ gọi là KT. Có chỗ gọi là KT, có chỗ gọi là thô. 21k 1 m. 1 m 21 mấy chị báo cho em 21. 21 mấy chị báo cho em 21 may được một cái quần hay là một cái áo ha. 21 mấy chị báo cho em 21. Hồi nãy em like cái cây vôn này rồi mấy chị nè. Chị nào chưa có cái vôn này thì báo em ha. Cái hàng này hàng 86 á mấy chị, hàng 86 mà em sale cho mấy chị giá 100 ha. Hồi nãy chị nào chưa cắt thì chị báo em cắt nè, để em căng 2 m thử. Để em căng 2 m thử nè.
chị chấm bài giúp em phải ha, mấy chị chấm bài giúp em và chia sẻ cho em một lượt cho nó có tương tác một chút. 2 mét này là chị cũng có 21k thôi mấy chị, cái vô này cũng 21k 2 mét chị ha, 21k. Mấy chị lên áo dài, lên áo dài, lên áo đầm, lên đầm maxi, đầm xòe, lên cái gì cũng được mấy chị ha, lên chân váy, lên áo kiểu. Đưa cái tóc cho chị một mét rưỡi đi, đưa đây cho chị Lê Thảo 2 mét nè, 1,5 mét. Cái hàng 170 đây mấy chị, hàng 160 đây mà em cắt cho mấy chị giá 100 ha. Cho chị Lê Thảo 2 mét, chị Thiệp Võ 2 mét. Chị Thiệp Võ 2 mét nè, chị Bích Văn 2 mét. Chị Bích Văn 2 mét. Chị Thiệp Võ có 2 mét rồi ha. Chị Lê Thảo thêm 2 mét nè. Cái vôn này là vôn chi phong đó. Vôn. Vôn chi phong. Vôn này là phải lốt dung dung ha. Chị Lê Thảo thêm 2 mét nè. Chị Kiều Trinh 2 mét. Rồi cắt cho dung dung 5 mét ha. Chị Kiều Trinh 2 mét nè. Được rồi đó thầy, thôi được rồi. Dung dung 5 mét nè. Chị Ngô Thị Kim Tuyến 2 mét. Chị Nguyễn Sương, chị không thấy à, nãy em ướp rồi đó, đây này mấy chị. Cái này mấy chị lên rất là sang, đẹp lắm, hoa to ha. Hoa to đẹp lắm mấy chị. Chị Ngô Kim Tuyến 2 mét. Chị Trần Tâm 2 mét. Cái hàng này là hàng 160 mấy chị ha. Cái hàng này là hàng 160. Mà em sale cho mấy chị 100 ha. Em sale cho một mấy chị 100 là chị có 21k thôi. Chị Ngân Nguyễn Thị ơi, cái này là vôn ha, cái này là vôn. Vôn này là hôm trước em bán giá 160 mà hôm nay em sale cho mày giá chỉ có 100 thôi. Chị Ngân Nguyễn Thị 4 mét nè. Chị Ngân Nguyễn Thị 4 mét. Chị Trần Lona. Chị Trần Lona 2 mét.
Cái này mấy chị may bao đì được ha. Vừa hơi nhí em không có chị Jimmy chưa? Vừa hơi nhí em không có ha. Chị Nguyễn Sương 2 mét. Chị Nguyễn Sương 2 mét. Chị Hà Thị Kim Anh 2 mét. Chị Hà Thị Kim Anh 2 mét. Chị Trần Nôn nha, mẫu không? Rồi. Cái này là cũng lụa mấy chị ha. Cái này là cũng lụa nè. Lụa này là có dạng chấm bi. Dạ chị Thanh Trần ơi, 21k là 2 mét vuông đó chị mấy chị ha. Em có đọc từng khúc hết. Hoa to nền đen đây chị Nguyễn Văn nè. Hoa to nền đen này là vuông này chị. Hoa to nền đen ha. Dạ em cảm ơn chị Phạm Đình ha. Em cảm ơn chị Phạm Đình. Cái này là 33, mấy chị bảo cho em 33. 33. 33 này là lụa có dạng váy áo đầm bộ đều được mấy chị ha. 33, mấy chị bảo cho em 33. Chị Trần Lona là ở trong nước. Còn có ít nữa. Cho 33 em chốt cho chị Phương Dung. 33 em chốt chị Phương Dung. Cái này là cũng vôn mấy chị ha. Cái này cũng vôn. Vôn này mấy chị may áo kiểu, may áo đầm. Khúc nào là 2 mét. Đưa dục ra đây. Khúc nào là 2 mét. Đó, nó đè cho nó được. Khúc này là 25k. 25k. Mấy chị báo em 25. 25. Mấy chị báo em 25 ha. Chị Phương Dung khúc đó luôn. Hả? Không, Phương Dung là cái này nè. Em có cái đuổi màu trắng này mấy chị. Cái đuổi màu trắng ha. Đuổi màu trắng này mấy chị may bộ, may đầm, may nguyên lụa rộng, may áo dài. May áo dài ha. Hai mươi lăm em chốt chị Bích Văn. Có rồi. Em không, em có không có nhung chị Nguyễn Quý ha. Cái này là lụa đuổi. Đủ chưa, đủ chưa? Lụa đuổi này màu trắng này em có được vài mét mấy chị ha. Cái này là trắng kem. Trắng kem không phải trắng tinh. Phương Dung là 33 là cái chấm bì ha. Khúc này là 2 mét. Lụa đuổi mấy chị ha. 48k. 48k, mấy chị báo cho em 48. 48, mấy chị báo cho em 48. 48 mấy chị ha, lụa đuổi màu trắng đó là 48k 2 mét. Mấy chị may nguyên bộ áo dài, 48k, mấy chị báo cho em 48k kèm số mấy? 48k kèm số mấy? Cho chị Trần Lona 2 mét. Chị Phạm Hiểu 2 mét nè. Chị Trần Lona 2 mét 48. Trời ơi sao mà chị Trần Lona 2 mét, chị Ti Anh Lê 2 mét. Chị Jimmy Trương ơi, em like thật cẩm ha, em like thật cẩm. Nó em được cái nào là em like cái em like cái đó chứ còn mà vừa trừ màu này, đồ bộ lụa mà hoa nhí thì em chưa có. Em chưa có nên em chưa có like ha. 2 mét cho chị Phi A Lê. Chị Hà Thị Kim Anh 1 mét.
gần hết rồi mấy chị, có được vài mét nữa thôi. Chị Hà thì Kim Anh một mét này. Chị Thị Duyên cao 1 mét. Rồi, ngồi với em một chút ha. Ngồi với em một chút. Ngồi với em một chút rồi em la chị Duyên Bích Trương ha. Chị gia đình 2 mét. Chị Duyên cao ở trong đó cũng có. Chị gia đình 2 mét ha. Chị gia đình 2 mét. Vải hoa giờ trời em không thấy vải hoa nữa mấy chị. Không có cái thùng này nè. Cái thùng này là thùng hạt mè mấy chị ha. Cái này là thùng hạt mè. Khúc này là 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi. Em xe cho mấy chị cũng giá 100 luôn ha. Cái này mấy chị là mây bộ. Vải trắng đó là vải gì? Chị thôi đặng, vải đuổi chị. Phải đuổi chị thôi đặng ha. 122. 122, mấy chị báo em 122. 122 này là thun hạt mè. Mấy chị à, mây đầm, mây bộ ha. Ba mét rưỡi. 3,5 mét, 122. Cái trắng đó là lùa đuổi chị Ánh Nguyệt ha. Cái trắng đó là lùa đuổi. Chị Lê Thị Hoa lấy 1,5 mét nè. Ba mét rưỡi nè, coi chị nào còn 2 mét. Và chị Thoa Đặng chị lấy hết rồi chị Lê Thị Hoa ha. Em chốt cho chị Thoa Đặng nè. Em chốt cho chị Thoa Đặng. Chị kia Lê ơi, đổ cho chị lại 3 mét không đủ rồi chị ơi. Em còn có khúc này có một ít thôi, không đủ 3 mét. Không đổ lại được 3 mét ha. Em xem nó còn đủ thì em đổi, mà còn không đủ thì thôi ha. Chị Thoa Đặng ơi, mình lấy hết hay mình chia với lại chị Lê Thị Hoa? Để em xem cái khúc màu trắng này thì còn được bao nhiêu mét ha. Chia đi. Dạ rồi, để em cắt cho chị Lê Thị Hoa nha. Còn 2,3 mét. Còn được 2,3 mét mấy chị kia Lê. Hồi nãy là chị khúc 2 mét, em còn có khúc này là 2,3 mét nè. Hết rồi ha, không đổi được cho chị. Chia cho chị Lê Thị Hoa 1,2 mét, 1,5 mét chứ. Cái kem là cũng lùa đuổi đó chị Anh Gia Lương. Chia chia. Rồi để em chia. Nó là mấy mét? Cái này cũng là lùa đuổi luôn á mấy chị. Cái này là 3,5 mét, em chia 2 nha. 3,5 mét này chia lùm 2. Ba mét rưỡi, chia thì hoa mét rưỡi còn 2 mét nữa cho chị đó. Ít quá thôi. Chị kia Lê đổi là 2,3 mét hả? Rồi em đổi cho chị kia Lê 2,3 mét ha. Rồi em bỏ cho chị 1,5 mét rồi chị Lê Thị Hoa ha. Chị Thoa Đặng vải trắng này em còn một khúc 2 mét nè. Chị Thoa Đặng lái thì báo ok ha. Vải trắng đó là lùa đuổi á chị. Chị lái thì chị báo ok ha. Cái này là lùa satin ngọc trai. Khúc này là lùa satin ngọc trai. Cái này đổi, đổi cho chị ái đi. Đổi cho chị ghi ra. Rồi ok chị Thoa Đặng ha. Em bỏ cho chị.
Cúc này là 48k, lụa sơ tinh ngọc trai 48, mấy chị báo em 48, bỏ hai cúc này cho chị đó. 48 lụa sơ tinh ngọc trai ha mấy chị ha. Lụa sơ tinh ngọc trai 48, 2x2, 48 mấy chị báo em 48. 48 ôi trời, cái cây nó to. Trời, nó một cây rồi. Một cây. Màu kem để em cắt màu kem đi ha. 48 em chốt chị ạ, Loan Út. 48 đó em chốt chị ạ, Loan Út ha. Cái này là lụa đuổi màu kem ha. Chị Duy Mỹ Trương ơi, hoa thì em cũng ít có hoa lắm. Giờ trừ một màu, xung quanh em là chị thấy không? Toàn là một màu không. Hoa nó lẫn vô đây một ít thôi ha. Chứ còn hoa thì hoa em chưa thấy. Cái này là 54k 2 mét. 54k, mấy chị báo em 54. 54, mấy chị báo em 54. Cái này là một cây mấy chị ha, đuổi một cây. Bộ. Để 54, mấy chị báo em 54k kèm số mét. 54 này là 2 mét. 54. 54, mấy chị báo em 54. Cái này là cũng vô luôn mấy chị. Cái này là cũng vô ha. Vô này mấy chị cũng may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài. Cho chị kia lê 2,5 nè. Cái này là 24k 2 mét. Mấy chị báo em 24k kèm số mét ha. 24k này là vôn. Mấy chị à, may áo kiểu, may dâm, may đầm. 24. 24. 7 màu gì chị đổ 7 ơi. Màu gì chị? Màu kem này là lụa đuổi 54k 2 mét. Giá 100k 1 kg. Thay rị giùm em tư, mẹ quá. Lai cho nó rị nè. 1 kg chưa được 4 mét. 1 kg chưa được 1 4 mét chị thân tâm ha. Tại vì giá 100k 1 kg. Giá 100k 1 kg mà 2 mét đã 54k rồi đó. Chưa được 4 mét 1 kg ha. Dung dung 4 mét nè. Chị kia lê 2,5 mét. Dạ, em căng giá 100k 1 kg. 54 này là 2 mét là nó 1 cây mét 1 kg chưa được 4 mét ha. Chị kia lê 2,5 mét. Màu kem, lùa đuổi màu kem. Lùa đuổi màu kem. Chị Bích Văn 2 mét, Dung Dung có 4 mét rồi ha. Rồi chị nào lấy kem này nữa thì báo em kem ha. Kem này là lừa đuổi mấy chị à, may đồ tay được ha. May áo dài, may bộ, may đầm, may cái gì cũng được hết, rất là đẹp. Chị nào lấy cái này nữa thì báo em ha. 45k 2 mét. 54k 2 mét. Chị Ni Bự ơi, tùy theo loại ha. Như cái lùa đuổi này nè là 54k 2 mét. Là 1 kg chưa được 4 mét ha. Còn vôn thì nó nhiều hơn, vôn thì nó nhẹ, tùy theo. Hôm nay em sẽ cho mấy chị là đồng giá 100k 1 kg. Vôn lùa đuổi được ha. Vôn lùa như cái này nè, 2 mét này thì có 24k thôi. 12k 1 mét là tầm 8k 8 mét đó các chị. Chị 12k. Chị 12k, chị 12k. Cái này nè, 12k 1 mét. Cái này là gần 8 mét, còn cái lùa đuổi nó thì chưa được 4 mét mấy chị ha. Vẫn giá 100k 1 kg tùy theo. Cái này là 24, mấy chị bán cho em 24k kèm số mét. 24k kèm số mét. Cái này là cũng vôn, cái này cũng vôn mấy chị ha, cái này cũng vôn. Khúc này là 2 mét. 2 mét này là 26k, mấy chị báo cho em 26. 2 mét này là 26, mấy chị báo cho em 26.
26 hai mấy. Mấy chị bán lên 26. Em like cho mấy chị vài khúc lanh ha. Lanh thì giá 165 mấy chị ha. Lanh là giá 165. Khúc này là 2 mét lanh nè. Có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lanh. 26 em chốt chị Phạm Hiểu. 26 nó còn 47k. 47k, 2 mét lanh 47 mấy chị báo giá đi 47. 47 mấy chị báo lên 47. Bốn mươi bảy đó là lanh mấy chị ha, 47 đó là lanh. Cái khúc này cũng là lanh biên xù Hàn Quốc mấy chị, lanh biên xù Hàn Quốc một. Khúc này cũng 2 mét. Về chị Diêm Mỹ Trương, chị chốt số giúp em ha. Như cái này là 47 nè. 58k. 2 mét lanh này là 58 mấy chị báo em 58. 58 mấy chị báo em 58. 24 cho chị gia đình này. 24 em chốt cho chị gia đình ha. Mạng nó chậm dễ sợ luôn á mấy chị. 58 này là lanh. 58 von màu kem. Von màu kem em có cái lá này này mấy em mấy chị. Em có cái này nè chị Ni Bự ha. Em có cái von này nè. 58 em chốt chị Trần Trâm. Bóng 7 em chốt chị Duy Mỹ Trương. Cái này là von ha, cái này là von. Von này mấy chị cũng may áo kiểu, may áo đầm. Chị kêu là con nè. Hả? Chị kêu con 47 đi chị nè. Chị Nguyễn Thu Trang ơi, em đương lay là tôn nên là chị Nguyễn Thu Trang. Em lay mới được 2 mẫu tôn á ha. Cái này là cũng von. Tôn thì em cũng còn được mấy mẫu đó mấy chị. Em sẽ like sang kẻ cho mấy chị ha. Để em xem 2 mét vô này thì bao nhiêu. Cái này là vô, may áo kiểu, may áo đầm ha. 2 mét này là 28k. 2 mét vô này là 28. Mấy chị báo em 28k kèm số mét. Đây em để gần cho mấy chị xem nè. Rất là dễ thương. 28k. Mấy chị báo em 28k kèm số mét. 28k kèm số mét. Chị Hà Huỳnh ơi, chị chốt số giúp em đi. Cái vô nó là 28k đó chị. 28 chị chốt vân. Cái này là lanh. Cái này là lanh phải không? Cái khúc này là lanh cát mấy chị ha. Khúc này là lanh cát. Em đưa chị coi rồi mà. Đây nè. 60k. Khúc lanh cát này là 60k. Em chào chị Bình Thanh ha. Chị ơi, cái 47 là cái hoa xanh nhạt. Và đây nữa nảy hạt cho mình nè. Vôn một cây mây rèn thì em không có, một màu em không có. Đây chị Duy Mỹ Trương, cái này là 47 màu xanh ha, cái này là màu xanh nhạt. Nó có cái hộp nữa nè. Đây chị ha. Cái màu xanh này là 60k, 2 mét 60k, mấy chị báo em 60. 60 em chốt chị Trần Trâm. 60 em chốt chị Trần Trâm. Cái này là cũng lanh. Khúc này cũng lanh ha. Rồi chị ok. Cái khúc này cũng lên 2 mét nè. 2 mét này là 55k. 2 mét 55, mấy chị báo em 55. 55, mấy chị báo em 55. 28 em chốt cho chị Hà Huỳnh 2 mét này quay nè. Đây, đây đưa lại. Nó bị trôi lên em quay mất. Chị Hà Huỳnh, chị Hà Huỳnh đơn mới cho em xin số điện thoại với ha. Lanh là vải tôn đó các chị, có chỗ gọi lanh, có chỗ là gọi là tôn đó các chị. Nhiều chỗ nó gọi vải tôn đó. Còn có chỗ thì gọi vải lanh. Rồi, chạy được trời. 2m55. 55 là màu trắng. Chị Hà Huỳnh 2m. Chị Nguyễn Hồng Nhung 1m3. 55 em chốt chị Hạ Huỳnh. 55 lại này nè. Này. Một mét ba cho chị Nguyễn Hồng Nhung.
Chị Bích Vân có 28 rồi ha. Chị Bích Vân có 28 này. Chị Bích Vân có 28 rồi ha. Cái này là lanh mấy chị ha. Cái cốc này là cũng lanh này. Lanh. Chị Hảo dạ ơi, chị lấy cái khúc lanh đúng không? Vôn may áo kiểu không cần lốt ha. Khúc này là 2,5 mét. 2,5 mét. May áo kiểu thì không cần lốt chị Hà Huỳnh. Vôn may áo kiểu không cần lốt ha. 2,5 mét này là 80k. 2,5 mét lanh này là 80k. Mấy chị báo em 80. Nó vừa có hoa mà nó vừa có con cò nữa mấy chị ha, con chim cò. 2,5 mét 80k này là lanh. Mấy chị báo em 80. 80, mấy chị báo em 80. 80 em chốt chị thịt vỏ. Cái này là trà lanh Thái mấy chị, cái này là lanh Thái. Một. Khúc này là 1,6 lanh Thái mấy chị ha. Cái này là lanh Thái 1,6. 1,6 này là 56k. 56. 56. Chị Duy Mê Trương chị lấy đuổi màu kem phải không chị? Chị lấy đuổi màu kem phải không? Phải thì báo ok ha. 56, 1,6 mấy chị báo em 56. 56 mấy chị báo em đỏ sau lưng là bởi vì vôn lụa chị Lan Nguyễn. Đỏ sau lưng em là vôn lụa ha. Cái này là cũng lanh, cúc này cũng lanh, 1,2 mét. Cúc này là 1,2 mét. 2,5 mét màu trắng đúng không chị? Màu kem. Kem ấy. 35k. 1,2 mét lanh này là 35. Mấy chị báo em 35. 35, mấy chị báo em 35 ha. 35, mấy chị báo em 35. 35 em chốt chị Lâm Liễu. Cái này là lanh mấy chị ha, cái khúc này là lanh. 2 mét. Khúc này là 2 mét ha. 2 mét. Chị Phương Trần, chị Phương Trần. Chị ở thế để em xem là thế nào. 80, 80 là chị thịt phở rồi mới tới chị ha. Chị ở thứ nhì. Chị ở thứ nhì á. 57k. 2 mét lên này là 57. Em thấy chị nào trước là em chốt trước á mấy chị. Chứ em không có đọc nhầm đâu ha. Em kế bình luận xuống lại rồi. Nếu mà chị không tin thì em sẽ chụp lại. Em gửi cho chị xem. 57 em chốt chị Lâm Liễu. 57 em chốt chị Lâm Liễu. À của chị làm à. Cái này cũng là lanh mấy chị ha, 1,5 mét. Khúc này là 1,5 mét. Chị lấy màu kem hay là màu đỏ chị Duy Mê Trương? Chị nói như vậy đuổi thì em có rất là nhiều mà chị nói như vậy thì em không mê không biết. Đổi cái cắt trước nha. Trước là không. Đổi cái nào em không hiểu á. 43. 1,5 mét lanh này là 43, mấy chị báo em 43. 43 mấy chị ha. 43 1,5 mét. 43 mấy chị báo em 43. Cái này cũng lanh, cái này cúc này mấy chị mua về may cho bé ha, may cái đầm cho bé. Đó trừ cho chị Nguyễn Thu Trang này cũng cười trước, chị ở thứ nhì đó chị. Chị ở thứ nhì chị Nguyễn Thu Trang ha. Do cái đường truyền á, mấy chủ của em thì em thấy chị Lâm Liễu trước. Chị ở thứ nhì. Khúc này là 33. 1 mét lanh này là 33. Mấy chị báo em 33. 33 này mấy chị may cho bé ha. 33. 33 mấy chị báo em 33. Chị Hương Đỗ ơi, chị lấy cái gì chị Hương Đỗ? Ba ba em chốt chị Hương Đỗ ha. Ba ba em chốt chị Hương Đỗ. Cái này là cũng lanh. Cái khúc này cũng lanh ha. 2 mét. 2 mét. 2 mét này là 58k. 2 mét lanh này là 58. Mấy chị báo em 58. 58 mấy chị báo em 58 ha. 58 mấy chị báo em 58. 2 mét lanh. 58 em chốt chị Nguyễn Thu Trang. 58 em chốt chị Nguyễn Thu Trang. Cái này là cũng lanh luôn mấy chị ha. Cái này là cũng lanh luôn nè.
hôm nay là 76 ca. 76 mấy chị báo cho em 76. Nguyễn Thu Trang. Hai mét bảy. 76 mấy chị báo cho em 76 Lanh. Dạ khổ 1,5 m chị Đẹp Nguyễn ha. Vậy Lanh này là khổ 1,5 m. 76 em chốt chị thịt vỏ. 76 em chốt chị thịt vỏ. Cái này cũng lanh ha, cái khúc này cũng lanh. Cái này mấy chị lái hai khúc, hai khúc về mấy chị may mới đủ bộ này. Một khúc 1 m và một khúc 6 tấc ha. Cái này là hai khúc. Còn đủ lượng rồi đó. Em còn satin thôi chị Lê Thị Đô. Em còn satin ha, 58k. Hai khúc lanh này là 58, mấy chị bảo em 58. Em bỏ hai khúc này mấy chị về may cho đủ bộ ha. 58 mấy chị bảo em 58. 58 có hai khúc đó mấy chị ha. 58 mấy chị bảo em 58. Cái này cũng lanh. Cái khúc này cũng lanh ha. 1,4 m. 1,4 m mấy chị may được một cái đầm ngủ với là còn không thì mấy chị may được một cái miếng bé đằng sau em có độ chín mấy con. Dạ satin màu em có chị Trần Lona ha. Chị Hà Tiến ơi, có cái miếng be, miếng màu be đằng sau. Miếng be đằng sau này là có nó là lụa giấy á chị. Cái đó là lốc giấy. Chị thịt vỏ lấy khúc 6 tấc nè. Chị thịt vỏ lấy khúc 6 tấc. Này bỏ cho chị. Khúc này là 41k mấy chị báo em 41. Chị là lốc giấy, cái đó là lốc giấy chị Hà Tiến ha. Đây là lốc giấy. Cái đó là lốc giấy mấy chị mà mua về để làm lốc á. Mấy chị mua về để làm lốc ha. 41 em chốt chị Lâm Liễu. Giờ chị lái thì em lái cho chị. Có đủ chị ha. Có đủ mà nhưng mà cái đó là làm lốc thôi. Chị may đi đồ đi. Đồ. Chị may đồ ghi. Đặt thứ tư. Chị may đồ ghi ra cho được không là sao? Cái này cũng lanh ha, khúc này cũng lanh nè. 2,2 m. Video là màn màn rèn. Hả? Video là cái màn cái rèn để cho á. Dạ không được chị. Mi ghi đô không được ha. 68k. Khúc này là 68 mấy chị báo em 68. Màn nào mà may được? Hả? Lúc giấy. Lúc giấy ra may được không? Đây này mấy chị, cái này là lụa satin ha. Cái này là lụa satin. Cái này là khổ có 1,2 m. Khúc này là 4 m. Mấy chị may đủ một bộ áo dài ha. Khúc này là 4 m lụa satin. Lụa satin 4 m. 4 m này là 59k. 4 m 59. Mấy chị báo em 59. 68 em chốt chị là Bảy Hiệp nè. Lấy lớp khói cho chị. Vải may ghi lê hả chị Hà Hình? Không có ha. Vải may ghi lê thì em không có. 59 em chốt chị Nguyễn Hồng Nhung. 59 em chốt chị Nguyễn Hồng Nhung. 68 em chốt chị Bảy Hiệp. Chị Bảy Hiệp chị còn ở trong đó. Cái này là lụa satin ngọc trai mấy chị ha. Có mỏng lắm không? Cái đó mấy chị mà mây đầm á, mây đầm lốt đó chị Hà Tiến. Cái nó là lốt giấy, nó giống y là lụa Nhật á. Cái chắc nó có co giãn, nó y lụa Nhật ha. Mà em thì em bán để làm lốt thôi. Khúc này là 3 m, hơn 3 m nè. Hơn 3 m. Lụa satin ngọc trai mấy chị ha. Lụa satin ngọc trai. Lụa satin ngọc trai 101k. Khúc này là 101. Màu xanh mi. 101 mấy chị báo với em 101. Chị thịt vỏ ơi, ngồi với em một chút á, em lai sen kẻ cho mấy chị này. Hồi nãy giờ em cũng lay mấy khúc lên rồi đó. 3,5 m 101. 3,5 m 101. Chị Hiền Thị lấy lốt màu chi chị? Chị lấy lốt màu chi? Chị lấy lốt màu gì? Đây này chị Hà Tiến. Đây ha. Nó không có mỏng đâu.
không mỏng. Em đưa vô đây mà mấy chị không có thấy nè. Em mặc áo như vậy là mấy chị không thấy ha. Em đưa cái tay nè, nó không có mỏng, rất là đẹp. Nhưng mà mấy chị mua về làm lốt thôi, chứ còn Vĩnh Linh may bộ đồ được chứ chị Cẩm Nga. Vĩnh Linh may bộ được ha. Cái này thì có một ít thôi, cái khúc này là một ít nè, một mét. Cái khúc này là 1m4 ha. Cái khúc này là 1m4. Cái khúc nó của chị Lâm Liễu mà thấy. Đấy, đây thì bỏ vô đây, bỏ về đây đâu. 16k, 1m4 16k, mấy chị báo cho em 16 ha. 16, mấy chị báo cho em 16. Lớp trái nhà em hôm nay rất là nhiều màu đó. Mười sáu em chốt chị Hiền Thị nè. 16 đó là lốt ha. Cái này là vôn lụa, cái màu đỏ này là vôn lụa có giãn. Khổ 1,5 m chị Hà Tiết. Lấy bông màu vàng. Khúc này là 2m vôn lụa ha. Khổ 1,5 m. Chị Bảy Hiệp ơi, chị lấy cái gì chị Bảy Hiệp, chị Hiền Thị. 2m này là 34k. 2m này là 34. Mấy chị báo cho em 34. Ở đường sau em không có màu vàng bông, mấy chị không có màu vàng bông ha. 34, 2m này là vôn lụa mềm mướt rũ có giãn. 34 màu đỏ, 34, mấy chị báo cho em 34. Cái này là lụa satin ha, cái cốc này là lụa satin. Lụa satin. Lụa satin 1,6 m, màu trắng lụa satin 1,6 m. Ba tư em cháu chị Nguyễn Văn nè. 1,6 m này là 35, màu trắng lụa satin màu trắng 1,6 m 35, mấy chị báo lên 35. 35, mấy chị báo lên 35. Đừng dồn vô hết. 35, mấy chị báo lên 35. Mấy chị báo cho em 35, đó là lụa satin màu trắng. Cái đó mấy chị may được một cái đầm ha, 1,6 m. Cái cúp này là vôn. 35 em chốt chị Đẹp Nguyễn. Ta mới chốt chị Nguyễn Văn hay sao vậy ta? Hả? Mới chốt chị Nguyễn Văn này. Nguyễn Văn này, Nguyễn Văn này, Nguyễn Văn màu sao? Đợi mới. 35 cho chị Đẹp Nguyễn. Cái cúp này là 4m vôn mấy chị ha. Lanh màu vàng 1m đó em, có nói là hơn một em nhớ rồi, em sao đây chị ha. Rồi 1m cho chị Bảy Hiệp này. 4m này là 60k. 4m 60k, chị nào lấy hết thì báo em lấy hết. Chị nào không lấy hết thì báo em chia ha. 4m 60k. Chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia. Vô này mấy chị may áo đầm, may áo kiểu ha. 4m 60k. Chị nào lấy hết thì báo em lấy hết, chị nào không lấy hết thì báo em chia. 46k. À, cái màu xanh này còn này, hồi nãy chị nào chưa có cái màu xanh này mấy chị. Cái lanh này này, hồi nãy chị nào chưa có cái màu xanh này này, em còn một khúc này ha. Em còn một khúc này là 3m, 2,5 m hả? 2,5 m, khúc này là 2,5 m. Sáu mươi k là 4m cái chị Hà Huỳnh. 60k là 4m, chị lấy 2m thì em cất cho chị 2m ha vôn. Khúc này là 67k, 2,5 m lanh. 67, 2,5 m màu xanh ha. Màu xanh đó là 2,5 m 67. Còn cái này là 60k 4m vôn, là em cất cho chị Hà Huỳnh 2m ha. Sáu mươi bảy em chốt chị thiệp vỏ. Mấy hồi nãy chị thiệp vỏ chỉ là tỏ cái màu này chị Hà Huỳnh. Rồi em còn một khúc 2m nữa nè, chị nào lái nữa thì báo em ha. Chị thiệp vỏ. Cái khúc này là cũng 1m mấy chị, khúc này cũng 1m, chưa được 1m nữa. 1m
Rồi 2 mét em bỏ cho chị Phùng Nguyễn ha. Mây áo thì không cần lốt, mây đầm phải lốt chị Hà Huỳnh. Mây áo thì không cần lốt ha, còn mây đầm phải lốt. Các chị ơi, vôn là nó mỏng nha. Vôn là nó mỏng, nếu mà các chị cảm thấy mà mây áo không tự tin thì mình lót. 1 mét này là 29k lăn. 1 mét 29, mấy chị báo em 29. 29. Mấy chị báo em 29. 29, mấy chị báo em 29 một cây này. Hai chiến em chốt chị à. Dạ số 7 đó là lanh đó chị Thịt Võ. Số 7 đó là lanh ha. Cái này là cũng lanh luôn mấy chị nè. Lanh, em có đập lanh, em có đập chắc từng khúc cho mấy chị. Chị Nguyễn Thu Trang, lanh là tôn đó chị ha, lanh là tôn. Khúc này là 57k. 57k. Chị Trang Thanh vừa mới nhà hàng sang rồi. Em cảm ơn chị Trang Thanh ha. Màu xanh lanh này là 57, mấy chị báo em 57. 57 em chốt chị Thịt Võ. 57 em chốt chị Thịt Võ. Màu ba hồi nãy màu ba. Đây nè chị Tiến Lê của chị luôn đó. Đây nè chị đây ha. Màu be đây chị. Lốt giấy màu be ha, cái này là lốt giấy màu be. Đây nè chị Hà Tiến, đây chị Hà Tiến ha. Chị ơi, đỏ huyết dầu em không có đuổi mà em có măng gồ. Em có măng gồ màu đỏ nha, đỏ đỏ đô bầm á, đỏ huyết á, đỏ huyết dụ màu màu đỏ gì để tí em lên cho. Đỏ đô bầm á chị. Chị Hà Tiến mình lấy cái đó mấy mét? 9 mét. Cái cốc lanh này là 3 mét mấy vậy ha, cái này là 3 mét lanh nè. 3 mét lanh. 3 mét lanh này là 89k. Sao vậy? Sao 89. Có cái chân hai đầu như vậy đó chị ha. 3m 89 mấy chị báo em 89. 89 mấy chị báo em 89, em xem thấy được mấy mét nè. Thôi. Có lo Nguyễn mấy. Cái cốc này có 6 mét. Cái khúc này có được 6 mét mấy chị Hà Tiết. Hà Minh đồ hình như là của chị Hà Huynh á, cái mà mình tìm không ra tay nó chắc của chị Hà Huynh. 6 mét, cái khúc này là 6 mét ha. 6 mét. Giá 100k một ký thôi, rất là rẻ mấy chị. Cái khúc này là 6 mét nè, có 74k thôi. 6 mét này là 74. 6 mét 74k. Mấy chị báo em chị Hà Tiến ha. Chị ơi, màu đỏ măng gồ đó mình may áo dài được. Cái đó có co giãn á chị. Giãn không? Ai? Đây, màu đỏ đây mấy chị, màu đỏ ha. Bỏ vô rồi hai khúc đó luôn rồi đó. Lên một màu em không có chị Phạm Thị Ba. Lên một màu em không có. Cái màu đỏ này là mà màu đỏ huyết rồi mấy chị. Mango. Mango hay là đuổi. Có giãn ha, cái màu đỏ này là có giãn này. Kiếm cho chị. Kiếm mấy thật 12 lấy. Em có màu khác chứ còn màu đó thì không đủ chị ơi. Màu khác thì nhiều hơn, còn màu đó thì sợ không đủ. Màu đó thì em có được chừng đó mấy thôi chị, không không có ha. Lót giấy này tầm mười mấy ca một mét thôi, cái lót này nó nhẹ này. Cái này là măng gồ màu đỏ huyết chị nha. Măng gồ ha. Có co giãn váy áo đầm bộ. Chị kia lê đỏ 2 mét nè. Đỏ này có co giãn chắc giày đẹp rủ. 2 mét này là 47k, chị lên lên mây bộ.
Em like lên lắm mấy chị, còn mấy khúc thì em cũng like rồi đó. 47k. 47k 2 mét. 47k 2 mét này là lụa mango mấy chị ạ. 47k 2 mét mấy chị bảo em 47k kèn số mét. Váy áo đầm bộ không cần lốt. Chị Nhung Nguyễn 2 mét này. Mango rất là đẹp và sale cho mấy chị, giá chỉ có 100k thôi, rất là rẻ ha. Chị Nhung Nguyễn 2 mét, chị Kia Lê này thầy. Chị Kia Lê có 2 mét rồi ha. Chị Phạm Thị Ba 2 mét. Em like thật cảm, em xả hàng cho mấy chị là đủ loại vải hết, có cho nhiều chất rất là đẹp. Chị Bích Văn 2 mét. Chị Bích Văn 2 mét, chị nào lấy cái này nữa thì báo em 47k kèm số mét ha. Rồi, chị Hà Tiến ơi, chị chồng mà màu khác giúp em đi. Chị chồng màu khác giúp em ha. Chị nào lấy cái này nữa thì báo em 47k kèm số mét. 47k. Cái này may đồ bộ mà chị đổ vải. Cái này mấy chị may bộ không ha. Không biết cái này chị thích màu gì chứ còn cái này các chị may bộ ống rộng đẹp lắm. May áo dài được, may áo kiểu được nha. Cái này là von ha, cái này là von. Von này là cái. Chị chọn qua màu khác giúp em chị Hà Tiến ha. Khúc này là 2 mét von 24k. 24, mấy chị bán em 24. Cho chị Thiền Dương 2 mét 47 nè. Màu khác thì em còn rất là nhiều. Có lốc giấy đó em còn nhiều lắm. Chị Thiền Dương 2 mét. Chị Lâm Liễu 2 mét. Chị Lâm Liễu 2 mét. Chị Phạm Thị Ba thêm 1 mét 8 nè. Dạ không, mango màu xanh đen em không có chị Nguyễn Thu Trang. Em có màu đỏ này thôi ha. Em có màu đỏ này thôi. Do chị Phạm Thị Ba 18 xanh nè. Sau lưng mảnh dưới màu ghi đó được. Cái màu này hả chị? Giữa, ở giữa. Cái này cũng có ít hơn. Màu kem đó, màu kem lời khen đó. Màu kem lời khen bên cạnh đó. Có trắng rồi. Cái màu ghi nè. Chẳng biết có màu gì không đủ. Cũng ít, cũng ít chị, cái này cũng có ít nha. Là xanh rêu. Cái này là màu xanh rêu, này là vô lụa, may được một cái áo kiểu ha, một cái áo kiểu. Để hồi chị em chụp em để em chọn màu cho chị Hà Tiến ha, chị vô tin nhắn giúp em đi rồi chiều đầu giờ chiều em sẽ chụp cho chị xem. Giờ chờ em không đi tìm được ha. Này là 18k, mấy chị báo dây 18. Chị Lê Văn Kim ơi, chị chọn những khúc nào thì em ở trong bao chị khúc đó đó. Rồi ok chị ha. Quyển kim màu đen. Còn cái quyển kim không hình nữa là chốt rồi mà không có trả lời. 1m8 cho chị Nguyễn Thu Trang này.
18 em chốt cho chị Ki Ale. 18 em chốt chị Ki Ale. Mango màu vàng em cũng không có chị Hương Đỗ. Khúc này là một mét lụa satin màu đen quý chị ha. Một mét màu đen. 17k. 17k mấy chị báo cho em 17. 17k mấy chị báo cho em 17 ha. 17k. Đây để em bỏ màu xanh đen cho chị ha, màu xanh đen nè. Màu xanh đen lụa satin của chị Lê Văn Kim nè. Bỏ cho chị Lê Văn Kim, chụp cho chị Lê Văn Kim giòn vô luôn cho chị đi. Đây chị Hà Kim Anh cúp von 24 ha. Von 24 hoa nhí. Cái này là hoa nhí mấy chị. Hoa nhí rất là dễ thương. Chị sao không có cái bình luận nào hết chị? 18k, mấy chị báo cho em 18. 18 cái này là lụa satin. Không tìm ra cái bình luận nào. Cúp này là lụa satin. 2,5 mét. Màu đồng. Lê Văn Kim. 17k chốt cho chị Phạm Thị Ba. 38k lụa satin 38 mấy chị bảo em 38. 38 mấy chị bảo em 38. Trả lời chị đi chứ bây giờ chị không thấy đơn chị sao chốt. Thấy cái bình luận có thấy cái đơn như nào đâu, cứ mua hồi nào cũng biết luôn mà. 38 em chốt chị Từ Điệp. 38 em chốt chị Từ Điệp. Cái này là thô mấy chị ha, cái này là thô. Cái này mấy chị may quần ống rộng nè. Chốt mấy ngày mới có hàng. Rồi em tìm ra rồi đó chị Lê Văn Khi. Em tìm ra rồi ha. Cái này là thô có giãn mấy chị ha. 68k. 68 mấy chị bảo em 68. 68 rồi ok chị Hà Thị Kim Anh 24 chốt cho chị ha. 68 mấy chị bảo em 68. Ba mét sáu mươi tám có co giãn. 68 em chốt chị Đẹp Nguyễn. Dạ em hết thun rồi mấy chị ha, thun em hết rồi, em hết thun rồi mấy chị. Cái này lanh em like cho mấy chị, cái khúc này là lanh 1,3 m, cái khúc lanh này là 1,3 m ha. 1,3 m. 1,3 m này là 44k. 1,3 m 44 mấy chị bảo cho em 44. 44. Vẫy hoa mây đồ bộ. Giờ chị tìm hoa cũng hơi bị khó á mấy chị. Mấy cái một màu đó mấy chị may đồ bộ cũng được rồi. 1,3 m 44 thì thu trang. Bốn bốn em chốt chị Nguyễn Thu Trang. Cái này là thô mấy chị ha, cái này là thô. Có chỗ gọi là KT, có chỗ gọi là thô. Cũng 1,3 m. 1,3 m 26k. 1,3 m 26 mấy chị báo cho em 26. 1,3 m 26 mấy chị báo cho em 26. Thun thì em còn có khúc này nè mấy chị. Thun gấm ha. Khúc này là thun gấm. 26 em chốt chị Tiệp Võ. Cái này thun gấm mấy chị may âu đều bà âu. Khúc này là 2 m. Em cũng không nhớ được chị Nguyễn Thu Trang. Em cũng không nhớ được ha. 2 m này là 70k thun gấm. Mấy chị báo cho em 70. 70. Em đọc xong là em lại quên chứ em không nhớ được. Tới hồi em chốt rồi em soạn ra là mấy chị xem ha. 2 m thun gấm này là 70k, mấy chị báo cho em 70. 70 thun gấm mấy chị may đầm, may bộ, may cái gì cũng được hết á. Cái khúc này là lanh. Cái khúc này là lanh ha. Lanh này mấy chị à, may như vậy nè. May sọc súng như vậy ha. 70 em chốt cho chị à, Phạm Ngọc Yến. 7. Khúc này là 3,5 m, 3,5 m. Lanh 3,5 m. Chị nào lấy hết thì báo em lấy, chị nào không lấy hết thì báo em chia.
ba mấy chữ này là 117, ba mấy chữ 117 lăn, có chỗ gọi là tôn 117, mấy chị báo dây 117, 117. Cái khúc này cũng là lăn ha, cái khúc này là lăn 1m1, cái này 1m1 mấy chị à, may đủ cái quần hay cái áo thôi ha, 1m1, 1m1 này là 34, 1m1 34, 34 1m1 mấy chị à, may được một cái quần ha, 34, 34 mấy chị bảo em 34. Cái này là thô, thô cô tâm 100% ha mấy chị à, mấy bộ này mấy đầm cho mình cho bé gì cũng được hết. Ba mươi tám k hai mét này là 38, mấy chị báo em 38, 38 mấy chị báo em 38, 38 mấy chị báo em 38 ha, 38 mấy chị báo em 38, 38 chị đẹp Nguyễn, 38 em chốt chị đẹp Nguyễn. Mấy chị à, mai cái này nè, cái này mấy chị à, màu xanh lá ha, cái này là đuổi, cái này là đuổi cô tông theo, giá 180k một ký. Mấy chị à, may đầm cách tăng, may đầm truyền thống, à, may áo dài cách tăng, may áo dài truyền thống, may đầm, may bộ, may cái gì cũng được hết ha. Cái chắc này nó giống y là chắc linen mấy chị. Chắc này là chắc giống y linen á, 45-50k một mét. 45-50k một mét. Phúc Hoa Nhí. Cái này phải không chị? Cái này em rỉ chưa ra nè. Chị Phạm Hiểu, cái này em rỉ chưa ra ha. Chị nào lấy cái này thì báo em xanh kèm số mét, xanh lá kèm số mét. Và em có xanh đen nè, và màu cam, màu đỏ. 45-50k một mét mấy chị ha. Mấy cái chắc này mấy chị mặc tết, mặc đi đám đi tiệc. Chị nào lấy cái màu này thì màu nào thì báo em màu kèm số mét, em sẽ cắt cho mấy chị ha. 45-50k một mét. Rất là đẹp. Màu xanh lá nè, xanh lá kèm số mét, xanh đen kèm số mét, đỏ kèm số mét, màu màu cam kèm số mét mấy chị ha. Hoa rơi như vậy nè. Chị nào lái thì báo em ha. Em lai cho mấy chị một khúc đỏ nè. Cái này là đuổi mấy chị ha. Đuổi cô tông theo, khúc này là 2m màu đỏ. Cái này là đỏ tươi, ở ngoài rất là đẹp. 2m. 2m này là 97k. 2m màu đỏ này là 97, mấy chị báo em 97. 97, mấy chị báo em 97. Nhí. 97, mấy chị báo em 97. Cho chị Thiền Dương 2m màu cam. Màu cam thì nữa, cam hoa. Cái này là vôn mấy chị ha, cái này là vôn. Hoa rơi hay hoa chanh? Hoa rơi. Như cái 2m có bỏ như thế. 2m vôn. 2m này là 28k, mấy chị báo em 28. Cái vôn này là nó có kim sa, cần trái tim. Một cam một bị đưa thấy. Ủa, có một mẫu cam rơi. Chưa có like mà ở một bị đưa, chị kêu màu chị đưa đó thôi, chị nói đó thôi. Chứ rồi trời, chị lấy cam rơi hay cam chân đó biết gì trời. Cam rơi chưa có like cam chân. 28 cho chị đẹp Nguyễn. Cho chị Teresa Tuyết 2m1 măng gồ đỏ sậm nè. Chị Teresa Tuyết 2m. Rồi chị nào lái 28 này nữa thì báo em 28 ha. 28k. Chị Thiền Dương ơi, cái mã hoa thêu đó mình lấy là 2m, cái hoa cam mà màu cam rơi đúng không chị? Cái mã hoa cam mà nó rơi rơi đúng không? Còn em có hoa cam chăn nữa, em sợ nhầm mẫu á. Hoa cam chăn chưa có cái like. Cái này cũng vôn luôn mấy chị ạ. Vôn hình ngôi sao, màu xanh rêu. Lúc này là 2m. 2m, 23k. 23, mấy chị bảo em 23. 23, mấy chị bảo em 23.
23. Cái này cũng là vôn luôn mấy chị ha. Cái này cũng vôn chấm bi. Vôn này mấy chị à, may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài. 23 em chốt kìa Lê Thảo. Vôn 28 cho chị à, lỗ 7 1 mét 1 mét rưỡi. Rồi ok chị. Ừ. Rồi để em cắt cho chị đôi 7 1 mét rưỡi nè. Cái này là vôn màu kem chấm bi ha. 29k. Hai mấy này là 29 mấy chị bảo em 29. 29. Cho chị đôi 7 1 mét rưỡi nè. Chị nào lá 29 thì bảo em 29k kèm cho mấy ha. 29 em chốt chị Đẹp Nguyễn. Nghe đây. Cái đó chị đổ bãi. 29 em chốt chị Đẹp Nguyễn. Chị nào lái nữa thì báo em ha. Cái vôn này mấy chị lên ô kiểu ô đầm. Nó ngồi rất là đẹp. Nó ngồi rất là đẹp á mấy chị. Cái này là cũng vôn chấm bi màu xanh. Khúc này là 2 mét. 2 mét này là 32k. 2 mét vôn này là 32, mấy chị báo em 32. 32 2 mét, mấy chị báo em 32. 32 mấy chị báo em 32. Cái này là cũng vôn luôn mấy chị ha, cái này cũng vôn. Vôn với là mùa mùa lụa một màu rất là nhiều. Còn trừ mà lụa mấy bộ thì cũng còn ít lắm mấy chị. Cái con vôn 32 nó đẹp lắm á mấy chị. Vôn 32 nó đẹp lắm. Chấm bi màu xanh rất là dễ thương. Mấy chị à, may áo dài, may áo đầm nó nặng, nó nặng tà, nó rủ mình rất là đẹp. 2 mét này là 21k. 2 mét vôn này là 21, mấy chị báo cho em 21. 21k 2 mét vôn ha. 21 mấy chị báo cho em 21. Ấy. À. Bấm vô cái bình luận của chị xem thử. 21 mấy chị báo em 21. 21 đó là vôn mấy chị ha. Dạ không chị, vôn này mấy chị may mi mi đầm thôi ha, mi đầm may áo dài, may bộ thì phải lót cái phần quần. Vôn thì nó mỏng. Vôn nó mỏng ha chị Đẹp Nguyễn ha. Trời ơi đẹp ngất ngay luôn mấy chị. Cái này là mango ha. Mango màu vàng. Cái này mấy chị may đầm sơ mi, may quay quần ống rộng lên áo dài rất là đẹp. Mango ha. Cái màu vàng này là mango nè. 45k. 45k mango. Mềm mướt rủ có co giãn mango thì mấy chị cũng biết rồi, chắc rất là đẹp. 45. Mấy chị báo em 45. Nó bị lỡ một chút này mấy chị về tránh giúp em ha. Nó bị lỡ một chút ở đường biên này mấy chị về tránh giúp em ha. Cho 45 em chốt kìa thịt vỡ. Đưa cái màu cam để cho mấy chị xem này. Đây nè mấy chị, hoa nhí, hoa rơi, màu cam đuổi nè ha. Không có, mấy bữa thôi chứ còn bữa nay hơn ngày nay không có vô. 2 mét này là 99k mấy chị, màu cam nè. 2 mét này là 99 mấy chị ha. 2 mét đuổi cô tông theo 99k màu cam. Cái này là màu cam 99k ha. Chỉ có màu khóc thôi, chỉ làm màu cam đi rồi. Chị Phong thứ bảy à. Thứ sáng á. Cái này là lụa Hawaii mấy chị ha. Lụa Hawaii váy áo đầm bộ không cần lốt. Mềm mướt rủ nhưng mà nó không có giãn. Cúp này là 2 mét. 2 mét này là 37k.
2 mét lụa Hawaii 37, mấy chị báo cho em 37. Váy áo đầm bộ không cần lốt ha. 37, mấy chị báo cho em 37 này, bỏ bỏ cái vàng rồi, cái cam nó vô. 37 em chốt cho chị Teresa Tuyết. Cái này là thô mấy chị ha, cái này là thô. 1 mét may được một cái áo sơ mi. 1 mét thô. 18k. 18k, mấy chị báo cho em 18. 18, mấy chị báo cho em 18. Cái này là tơ ha, cái này là tơ. Tơ này mấy chị may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài, cái gì cũng được hết. Khúc này là 2 mét nè. Độ 7. Dạy luôn vào địa chỉ hình hại nhé. Chị ơi, chị Đỗ Bảy, chị với là chị Hình Hạ là đi chung hả chị? Chị Đỗ Bảy với là chị Hình Hạ là đi chung phải không? 18 em chốt cho chị Teresa Tiết. Khúc này là 19k tơ, 19k. Chị Đỗ Bảy với là chị Hình Hạ là đi chung. Rồi ok chị ha. Khúc tơ này là 19k, mấy chị báo em 19. 19 rồi ok chị Đỗ Bảy. Bỏ chị Đỗ Bảy của là chị, hai chị đó là chốt cho rồi được ở trong. 19 em chốt chị Lê Thảo. Chị Đặng Hưng vải, và chị Đặng Hưng vải mây màng cho nắng, chị may loại gì? Cái này là lưới theo hoa mấy chị ha. Cúc này là 2 mét lưới theo giá 170 mà em cũng sale cho mấy chị giá 100. 22k. 2 mét này là 22, mấy chị báo cho em 22 lưới theo. 22. Chị may loại dài hay là loại mỏng chị Đặng Hương? 22, mấy chị báo cho em 22. 22 em chốt chị Nguyễn Liên. Cái này là cũng tơ vôn luôn mấy chị ha, cái này cũng tơ luôn nè. Cúc này là 2 mét, 2 mét. Mấy chị à, may áo kiểu, may áo đầm ha. Chị Nguyễn Liên này bữa hôm trước chị cầu ngồi khóc mà. Có vẻ này nè. Cái này là 24k, 2 mét vôn này là 24. Vải dày, 5 mét bao nhiêu? Em có cái cà kỳ á. Em có cái cà kỳ là cứng đó mấy chị à. Mô chị cũng có, chị cũng có một khúc cam bơm trước. 24 em chốt chị Lê Thảo, cà kỳ loại dài nó không có giãn. Chị lái thì em sẽ căng giá khác cho chị ha. Chị lái thì em căng giá khác cho chị. Cái vải kaki dày em sale rẻ các chị nha, các chị về bọc ghế. Cái này là vôn luôn ha, cái này cũng vôn luôn. Khúc này cũng 2 mét vôn. Lê Thảo nè. 11k. Khổ 1 mét rưỡi chị. Khổ 1 mét rưỡi ha. Khổ 1 mét rưỡi á chị. 21k. 2 mét vôn màu xanh này là 21. Caro mấy chị. Caro màu xanh 21, mấy chị báo em 21. 21, mấy chị báo em 21. Cái này là cũng vôn luôn ha, cái này cũng vôn. Cái nó loại dài lắm chị. 23, khúc này là 23 caro, vôn 23. 23. Lưới theo cho chị lốt với. Chị Nguyễn Liên ơi, lưới theo đó chị lấy lốt màu gì? Chị lấy lốt màu gì chị Nguyễn Liên ha? Cái này là phi mấy chị, cái này là phi lụa mềm mướt rũ có da có giãn ha, màu một kem. Phi một kem, mềm mướt rũ có giãn. Cái này là được 5 mét nè, phi lụa màu kem. 5 mét. 5 mét 73k. 5 mét 73, mấy chị bảo em 73. 73, phi lụa có giãn, 5 mét 73, mấy chị bảo em 73. Cái khúc này là lụa satin mấy chị, màu đen này là lụa satin. Màu đen này là lụa satin, khúc này là 2 mét. Hai mét màu đen này là 30, mấy chị bảo cho em 30k. 30.
Mấy chị báo với em 30, sơ ti màu đen đó là 30. 30, mấy chị báo với em 30. Cái này mấy chị may bộ nè, may đầm, may áo dài, may pyjama ha. Cúc này là 1,5 mét sơ ti. 1,5 mét sơ ti. Hồi nãy chị lấy vôn màu gì em không nhớ luôn á. Màu hồng mấy chị ha, sơ ti màu hồng. 21k. 21k mấy chị báo với em 21. 21 mấy chị báo với em 21. 21 em chốt chị Nguyễn Ngọc Phúc. Cái này là thô mấy chị ha, cái này là thô. Thô này mấy chị chị tắc tô nữ đen sơ tinh 30 này. Cái đó là chị phải lót sơ tinh. Cái đó chị là phải lót sơ tinh gì Nguyễn Liên ha. Cái cốc lưới là chị phải lót sơ tinh. Cái khúc thô này là 28k. Khúc thô này là 28, mấy chị báo em 28. 28, mấy chị báo em 28. Ba mươi cho chị Hà Thị Kim Anh 2 mét này. Cái thô này mấy chị mang cho trẻ sơ sinh được ha. Cái thô này mấy chị mang cho trẻ sơ sinh được nè. Mang cho bé. Cái khúc này tới 3 mét rồi. Khổ 1,5 mét chị Nguyễn Ngọc Phúc. Khổ 1,5 mét chị ha. Chị nào lấy sơ tin đen này nữa thì báo em á. Sơ tin màu đen. Và em có cái khúc này là cô tông lạnh mấy chị. Cái khúc này là cô tông lạnh ha. Cô tông lạnh khúc này là 1,5 mét. 1,5 mét. Vải hồng phấn sau lưng em là thun. Thun nó làm lốt á chị. 62k. 62. Cái này là cô tông lạnh mấy chị ha. Mấy chị à, may quần tay 1,5 mét 62. Mấy chị báo em 62. Dạ không có chị. 62 em chốt chị à. Cô tông 62 em chốt chị Lâm Liễu. Em đọc số là em chốt số chị Lê Thị Hoa ha. Vải đỏ đường sau em là vải lốt này mấy chị. Lốt em cũng có mà măng gồ em cũng có ha. Chị Nguyễn Kim Anh lấy cái gì? Chị lấy lốt hay là chị Nguyễn Kim Anh lấy lốt hay là chị lấy măng gồ? Lốt em cũng có mà lốt em cũng có mấy chị ha. Lốt cũng có mà măng gồ mà em cũng có. Cái này là phi luôn ạ. Cái khúc này là phi luôn ạ, không có giãn nè. Mấy chị à, may quần áo dài, may áo đầm, may đồ pyjama ha. Khúc này là 2,5 mét. Rồi vải lốt thì em có màu đỏ đó chị. 2,5 mét này là 56. 2,5 mét phi luôn, không có giãn, 56. Chắc rất là đẹp mấy chị, may đồ pyjama. Đây vải lốt đó chị Nguyễn Kim Anh. Vải lốt ha, lốt giấy này, lốt giấy Nhật có co giãn này rất là thoải mái. Chị Nguyễn Kim Anh lấy bao nhiêu mét đỏ ha? Cái này em có một khúc này nè. Một khúc này em căng thử ha, một khúc này. 44k. 44k này là được 4 mét đó chị. 4 mét. 4 mét màu đỏ này là 44k đó chị Nguyễn Kim Anh.
cô để ở đây được không? Chị. Cái nhỏ theo nó được 2 mét không? Được. Bốn bốn. Chị Nguyễn Kim Anh ơi, chị có lấy lốc đỏ nữa không? Cái gốc này là 44, chị có lấy không? Chị lấy thì chị báo ok ha. Còn không thì em chốt cho chị Trần Thị Thùy Hương. Tại chị vì Nguyễn Kim Anh chị hỏi trước đó, chị là Trần Thị Thùy Hương ha. Tại vì chị hỏi trước. Cái này là lưới theo 1 mét. Lưới theo 1 mét nữa ha. mười ba k mấy chị báo dây 13, mấy chị báo dây 13, chị Nguyễn Kim Anh ơi, vậy đó ok, và em bỏ cho chị Nguyễn Kim Anh rồi ha. Chị Trần Thị Hương chọn mà khác mẫu khác giúp em với chị Trần Thị Thị Hương ha. 13 em chốt chị Lâm Liễu, 13 em chốt chị Lâm Liễu. Cái này là taxi. Cái cúc taxi này là không có giãn. Cúc taxi này là không có giãn nè. 60k. 2 mét taxi 60k. Mấy chị may quần đùi cho nam cũng được ha. May quần ống rộng cho bé măng đi học á. 2 mét 60k. Mấy chị báo em 60. 60k. Mấy chị báo em 60. Cái này hạ huỳnh hay hạnh huỳnh? Chấm trắng cho em xin. Cái chấm trắng này là von đó chị Trang Kiều. Cái này là von ha. Von này nó có cái kim sa hình trái tim nữa này. Cái này mấy chị may áo kiểu, may áo đầm có hình trái tim ha. Cái này là trái tim. Cái này là cũng taxi mấy chị, taxi coro nhí. Cái khúc này là nó có giãn mấy chị này. Taxi khúc này có giãn ha. 2m1. Khúc này là 2m1. Dạ ok chị Lê Thị Hoa ha. Còn thì em sẽ bỏ cho chị. Khúc này là 2m1. 106k. 106 caro nhí rất là dễ thương, có giãn taxi. 2m1 106, mấy chị báo dây 106. 106 mấy chị báo dây 106. Cái này là thô mấy chị ha, cái này là thô. Có chỗ gọi là kate, có chỗ gọi là thô. Mai áo sơ mi cho nam. Mấy cái chất này mấy chị mai áo sơ mi nam được ha. 42k. Cúc này là 42, mấy chị báo em 42. Có chỗ gọi thô, có chỗ gọi kate á mấy chị. 42, mấy chị báo em 42. Cái này nó đỏ chát luôn đó. 42, mấy chị báo em 42. Mạng nó bị ẩn rồi hay sao á? Hoa mây đồ bộ em cũng hết rồi đó chị Jimmy Trương. Hoa đồ bộ em hết rồi ha. Em lên hồi nãy giờ em tìm toàn là vôn với lại một màu không đâu. Cái này là cũng vôn nè. Cái khúc này cũng vôn 2m. 23k. 23 mấy chị báo em 23. 23 còn vải cam sau lưng lốt lên. Chấm bay 2m cho chị Nguyễn Liên. Cái này là trái tim chị Nguyễn Liên ha. Cái này là trái tim chứ không phải là chấm bi. Rồi lấy cho chị Nguyễn Kim Anh 2m lót đỏ ok chị nha. Nguyễn Kim Anh có khúc bóng mấy cái rồi đó. Khúc cam. Cam đỏ cam phía sau đi nè. Rồi em bỏ cho chị Nguyễn Kim Anh cái khúc này ha. Lốt ha. Cho chị Nguyễn Kim Anh cái khúc lốt này nè. 24k chị Nguyễn Kim Anh ha. Còn có khúc đó là của chị Nguyễn Liên đó. Bảy trái tim nó nhiều à, hết rồi. Còn có một ít thôi. Chị Trang Kiều. Em còn cái khúc này thì được mấy mét? 2m rưỡi. Còn cái khúc này là 2m rưỡi. 2m rưỡi chị Trang Kiều lái thì báo ok ha. Em còn
vô mà cái tim đó mà mẫu khác. Ngày hôm qua thấy mẫu khác mà đè lên cái này để con thái nữa luôn. Chấm bê còn màu 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 nâu. Cái này là lưới mấy chị ha, cái này là lưới. Cái này mấy chị mua về pha phối ha, may áo đầm cho bé nè. Màu đen. Cúc này là 2 mét. 2 mét này là 32k. 2 mét 32, mấy chị báo em 32. 32 mấy chị mua về pha phối hay là may áo ha, may áo đầm. 32, mấy chị báo em 32. Mấy chị bảo em 32. Là cái này mấy chị bay bộ được ha. Cái màu đen này, chiếc lá này mấy chị là vôn lụa, mềm mướt rũ không có giãn, mấy chị bay bộ được ha. Cái này là mấy chị bay bộ được nè. Chị Nguyễn Kim Anh chỉ lấy cái màu đỏ cam đó kia kìa. Còn cái màu này đâu phải cam đâu, màu này hồng ruốc rồi mà. Lốc lụa phi mỡ gà cho chị. Rồi bỏ cho chị Nguyễn Liên nè. Bỏ hết cốc này cho chị Nguyễn Liên ha. Cái này là vôn lụa mềm mướt rũ, váy áo đầm bộ không cần lốt. 2m 31k. 2m 31, mấy chị báo em 31k kèm số mét. 31k kèm số mét hình cái lá mấy chị ha. Vôn lụa mềm mướt rũ, váy áo đầm bộ không cần lốt. 31 em chốt cho chị Phương Dung 2m. Chị Nguyễn Liên ơi, cái khúc đây 5m, chị lấy mấy mét chị? Ok, lấy cái màu mô. Màu đỏ cam, lót màu đỏ cam, bay bay đó. Vô đó nó đỏ đỏ cam cam, chứ còn cái này thì hồng hồng rồi. Rồi để em mở cho chị 2m đỏ cam này ha. 2m lốt đỏ cam. Rồi chị Nguyễn Liên lấy 3m à. Chị xem hay không mà sao chị không trả lời ta. Chị Nguyễn Liên đây nè, Nguyễn Kim Anh đây nè. Rồi em mở cho chị đỏ cam 2m rồi đó chị. Rồi, Nguyễn Kim Anh ha. Bỏ cái mẫu đó kia chị cũng không trả lời. Mấy chị báo em 31k cho chị Phương Dung 2m. Rồi ok chị ha. Em đổi cho chị đỏ cam rồi đó. 31k, chị đó em 31k kèm số mét. 31k kèm số mét. Một đứa nó cứ bắn rồi. Cái này là màu xanh mấy chị ha. Cái này là màu xanh cũng vôn. Khúc này là 2m nè. Cái này là chấm bi. 1m8, cái khúc này là 1m8 chấm bi ha, chấm bi màu xanh gold. 1m8. 25k. 1m8 vô này là 25, mấy chị báo cho em 25. 25 1m8 mấy chị may đủ một cái đầm ha. 25, mấy chị báo cho em 25. 21. Mã này mã 21 rồi. Chị lót cam đủ may đầm 31 cho chị Phương Dung. Chị Đỗ Bảy ơi, von chị 21 là cái nào chị? Đâu có 21 đâu, 31. Màu đen đó là 31. Cái màu đen cái lá đó là 31 đó chị Đỗ Bảy. Cái này cũng trái tim á. Von trái tim màu nâu nè. Von trái tim màu nâu. Khúc này cũng là 2m rưỡi, màu nâu này cũng 2m rưỡi. Hồi nãy cái màu đó là màu đà, còn màu này là màu cam nâu quá mấy chị. 2m rưỡi, 38k. 38. Cho chậu vùng lốc đỏ cam đủ may đầm lại đi. 1m rưỡi chị về, chị Vũ Nguyễn may cái đầm thì 1m rưỡi ha. Lốt một cái đầm thì 1m rưỡi là đủ rồi đó chị.
38, mấy chị bảo em 38 này là von 2,5. 38, mấy chị bảo em 38. 38, mấy chị bảo em 38. Cái khúc này là thô mấy chị ha. Cái này là thô. Cắt luôn cho chị để quên. Cái này là thô ha. 2 mét thô. Thô này là nó có giãn. Thô này nó có giãn 2 mét thô. 51k. 2 mét thô này là 51. Mấy chị bảo em 51. 51 vậy cho chị một mét thô. Cầm đỏ nhỉ. Rồi ok chị. Chị ơi, cái vôn đen khi nãy á, chị Mai mình lót không? Mà cái vôn đen khi nãy là mình phải lót. Em có lót đen này chị. Để về rồi họ sợ nó chị có thì chị lót vô nha. Thì cái vôn này là phải lót. Cho chị vôn màu trắng giống trái tim mà. Không có chị, em hết rồi. Cái vôn đó em cầu khúc khúc như vậy thôi, không có nhiều. Để em xem cho mấy chị, để em xem nữa. Nhiều không ta? Có nhiều mẫu, nói chung là cái màu trái tim thì không có nhiều thôi, còn mấy cái hoa hoa là rất là nhiều. Rất là kim tuyến, rất là nhiều luôn. Hiện tại giờ em không thấy mấy. Hiện tại giờ em không thấy hả? Cái này là lụa hay da mấy chị ha. Cái này là lụa hay da. Váy áo làm bộ đều được, không cần lốt. Khúc này là 2m. 2m. 2m này là 37k. 2m này là 37. Mấy chị bảo em 37. Mềm mướt lũ không có giãn mấy chị ha. Chị Trang Kiều ơi, chị lấy cái hoa này được không? Chị lấy cái hoa này thì em có nhiều nè. Cái hoa này là cũng vôn. Vôn nó có đính kim sa vô cho mình. Cái kim sa này là nó kết vô cho mình ha. Này, nó ống ánh vôn. Đây chị ha. Cái này thì em có được nhiều nè. Chị lấy thì chị báo em ha. Cái này là vôn. Cái này mấy chị mây đầm. Mây áo đầm, mây áo kiểu ha. Để em cắt 2 mét thử xe cho mấy chị, giá 100k một ký luôn ha. Em cắt 2 mét thử. Cái bánh trắng của em rớt là mất tiền. Này màu đỏ nè. 2 mét này là 45k mấy chị ha. 2 mét vô này là 45k. Chị Phạm Hiểu ơi, chị lấy cái vô gì chị Phạm Hiểu? Cái này là 45k 2 mét vô. Vô này nó tết kim sa màu trắng cho mình nè. 45k 2 mét. Mấy chị lái báo cho em 45k kèm số mét ha. 45k kèm số mét. 2 mét đó là 45. 2 mét 45. Mấy chị báo em 45. Cái này là thô. Cái này là thô cô tông không mấy chị ha. Cái này là thô cô tông. Cái này mày cho bé mày cho mình. 45 một mấy cho chị Phạm Hiểu. Còn một khác không chị? Dạ hết rồi chị. Còn màu thôi chứ không có trắng chị ơi. Còn mẫu khác không? Nhưng mà không có nhiều. Cái này thì em có nhiều thôi. Còn mấy cái mẫu tê thì em không có ha. Không có nhiều. Nó còn hàng này còn ít em sale cho mấy chị chứ không có có nhiều ha. Chị Nguyễn Kim Anh 2 mét nè. Cái cốc thô này là 36, cái chỗ gọi là KT, cái chỗ gọi là thô. Màu xanh rất là dễ thương. Mà vô trong hình nó ra có màu xanh gì á. Chị Phạm Hiểu một mét này thôi. Chị nào lấy 45 này nữa thì báo em 45k kèm số mét ha. Cốc thô 2 mét này là 36, mấy chị báo em 36. Cái này mấy chị may áo đầm, may bộ. 36 là 2 mét cái hàng. Thô nó là giá 130 mấy chị. Giá 130, hôm nay em chơi cho mấy chị giá 100. Ba mươi sáu em chốt chị áo dài da hiền.
Cái này là cũng vôn ha, cái này cũng vôn. Vôn. Chị ở Chi Lan 2 mét. Vôn 45. Cái này là 25k, khúc này là 25, mấy chị bán em 25. 25. Cái này là vôn chị Vân Nguyễn. Cái này là vôn ha, vôn này mấy chị à, may áo kiểu, may áo đằng chứ không may bộ được ha. Chị à, Chi Lan 2 mét vôn. Vôn này nó kết kim sa vô cho mình mặc rất là sang. Cái hàng này là hàng 140 mấy chị, em còn một ít em sale cho mấy chị giá 100. Cái này là lấy lốt một kem cho chị luôn đi. Em bỏ cho chị Chi Lan cái lốt màu này luôn ha. Chị áo dài do Hiền. Cái đó là chị áo dài do Hiền, chỗ này chị có này. Con trước còn khúc chỗ này nè. Em bỏ cho chị Chi Lan 1,5 cái lốt nguyên do màu này về chị lót luôn ha. Vải rêu em có lốt rêu chị. Này bỏ cho chị Chi Lan luôn nè. Bỏ cho chị Chi Lan. Rêu này không được không chị Lê Thảo? Em có cái rêu xanh này được không? Em có cái rêu xanh nó được không chị? Cái này là lưới thêu ha. Cái này là lưới thêu. Lưới thêu 2 mét. 2 mét này là 34k. 2 mét lưới thêu 34. Mấy chị bảo em 34. 34. Mấy chị bảo em 34. Màu đen 2 mét, màu trắng 4 mét. Màu trắng đâu có 4 mét. Trắng có. Trắng là thấy có mấy cái trắng luôn. Chị Lê Thảo lấy à. Màu đen 2 mét cho chị Lê Thảo. Chị Nguyễn Kim Anh vậy lốt 1,5 nè. Chị nào lấy đen này để báo em ha. 34 mấy chị bảo em 34. Cái lưới thêu này là rất là đẹp đó mấy chị. Rồi để em cắt một cây em cho mấy chị ha. Đây em ứng cái màu xanh này vô cho mấy chị nè. Mấy chị à, cho em này rất là đẹp. Hàng 17 mà em sale cho mấy chị trị giá chỉ có 100 thôi. Đây mấy chị ha. Đây mấy chị lên áo dài, lên áo dài rất là đẹp. Đây mấy chị ha. Đẹp lắm, màu xanh. Cái này mấy chị may cái đầm, may áo dài ha. Chị nào lấy cái màu xanh này là mua luôn cái lốt sơ tinh màu xanh đen này nè. Cái chị Nguyễn Lan. Chị Nguyễn Kim Anh 1,5 lốt một kem. Màu trắng, cái này là màu trắng ha. Em bỏ hết cúp này cho chị tôi xem tôi được lấy mấy. Ba mét rưỡi chị Lê Thảo ha, màu trắng thì được 3,5 mét. Màu trắng nó thì được 3,5 mét. Thank you.
là thô mấy chị ha, cái này là thô, có chỗ gọi là kate, chỗ gọi là thô. Cái này mấy chị à, mây bộ mây đầm ha, mây bộ mây đầm. Mây bộ mây đầm ok chị ha. 33. 33, mấy chị báo cho em 33. 33 này là 2 mét. 33, mấy chị báo cho em 33. 33. Mấy chị báo cho em 33. Ba ba em cháu kìa thịt vỏ. Ba ba em cháu kìa thịt vỏ. Cái này là von lụa mấy chị ha. Cái này là von lụa này, mềm mướt rũ. Váy áo làm lụa không cần lốt. Khúc này là 2 mét. 2 mét 37k. 2 mét 37 mấy chị báo em 37. Váy áo làm bộ không cần lốt. 37 mấy chị báo em 37. 37. Cái này là von ha, cái này là von. 2 mét von. 2 mét von này là 20k, mấy chị báo cho em 20k kèm số mét. 20k kèm số mét cái nó bỏ cho bà Lộc á. 20k, mấy chị báo cho em 20. Bồ nữa nè. 20k, mấy chị báo cho em 30, 20. 20, mấy chị báo cho em 20. Chốt kìa Phạm Hiểu. Rồi để em kiểm tra chị Nguyễn Đào ha. Để em kiểm tra chị Nguyễn Đào cho cô 2 tuần rồi mà sao chưa nhận được. Cái này là lụa satin. Cái này là lụa satin màu đồng mấy chị ha. Cái này là lụa satin màu đồng. Khúc này là 3 mét. 3 mét này mấy chị may nguyên bộ dài ha. Lụa satin rất là đẹp. 3 mét satin chắc rất là đẹp và mấy chị đẹp lắm. 3 mét này là 60k. Có 20k một mét, rẻ ơi là rẻ luôn mấy chị ha. 3 mét 60k màu đồng. 60k mấy chị báo em 60. 60 3 mét mấy chị báo em 60. 60k mấy chị báo em 60. 60k cái tơ này em còn này mấy chị, cái tơ này em còn một khúc này. Khúc này là 1,5 mét ha. 1,5 mét tơ. Tơ hoa này mấy chị à, may áo kiểu, may áo đầm, áo dài gì cũng được hết. 1,5 mét này là 15k. 1,5 mét 15k. Mấy chị báo em 15. 15. Mấy chị báo em 15. 15. Mấy chị báo em 15. 15 em chốt kìa thịt vỏ. 15 em chốt kìa thịt vỏ. Cái này là cũng cô tông luôn mấy chị ha. Cái này gọi là cũng thô, có chỗ gọi là kate. Đi chị Lộc luôn hả? Đấy. Có chị Lộc nữa bạn. 32. Cái này là 32. Mấy chị báo em 32. 32, 60 em chốt cho chị Phạm Thị Ba. 60 em chốt chị Phạm Thị Ba. Cái này là 33. Mấy chị báo em 33. 33, mấy chị báo em 33. Cái khúc này là lanh ha, cái khúc này là lanh. 2 mét lanh. 2 lanh lập thể mấy chị ạ, cái này là lanh lập thể 2 mét nè. Chị có màu này chưa, em có rồi thì chị không lấy. Rồi để hồi em chốt em xem thử gì ha. Hồi chốt em xem thử chứ giờ trời em cũng không nhớ. 33 em chốt chị Như Tuyết. 50k, 2 mét lanh này là 50k, mấy chị báo cho em 50. 2 mét lanh 50k. Dạ có chị Chi La, satin đen em có ha. Satin đen em có ha, 50k em chốt chị Lê Thảo. Đây này mấy chị satin đen ha. Satin đen này chị lấy bao nhiêu mét chị Chi La? Khúc này là 2,5 mét nè. Khúc này là 2,5 mét satin ha, lụa satin màu đen. 2,5 mét này là 39k.
2 mét rưỡi sơ ti màu đen này là 30 kg, mấy chị báo cho em 39k kèm số mét. 39k kèm số mét. 39 đó là 2 mét mấy chị, 39 mấy chị báo em 39. Cái màu hồng này là cũng lụa sơ ti ha, màu cam. Cái này mấy chị lay nguyên bộ dài rất là đẹp. Vôn này trắng còn. Vôn này trắng mà chị lấy cái loại nào chị Trang Kiều? Nền trắng thôi. Nền trắng thì em có chấm bi. Lấy cái cài xanh ra lại. Cái này là cũng vôn mấy chị ha. Cái này là cũng vôn. Có rồi em bắt đầu. Dạ ok chị ha. Chưa ra hết. Chị nào lấy satin đen thì kè báo em satin đen kèm số mấy. Cái này là vôn. Vôn này mấy chị à, may áo kiểu, may áo đầm, may áo dài, vôn ha. Màu xanh. Màu xanh. Nhớ ngọn qua là có cái màu đây nè. Cắt thử ra hai mấy. Tân nó một đám đây nó nhiều. Đây để cho mình tìm cái này. Có miêu dạng dầu nữa. Dạ thun nhũ đen không có chị ạ, chị Thu Hà Nguyễn. Ngày hôm qua thì hình như chị có cái khúc 1 mét rưỡi á. 2 mét vuông này là 23. Chị Lê Thảo với chị Thịt Võ nè. 23, mấy chị báo cho em 23. 23, mấy chị báo cho em 23. 23 này là vuông màu xanh ha. 23, mấy chị báo cho em 23. Thun nhũ đen em thấy. Cái này là lanh, cái chỗ gọi là tôn mấy chị ha. Cái này là lanh, cái chỗ gọi là tôn nè. Khúc này là 2 mét ha, 2 mét. 2 mét. 2 mét lanh này là 49k. 2 mét lanh này là 49, mấy chị báo cho em 49. 49, mấy chị báo cho em 49 ha. Cho chị Phạm Hiểu 1 mét rưỡi. Chị Phạm Hiểu 1 mét rưỡi 23 nè. Cái lanh đó là 49 đó mấy chị. 2 mét đó là 49. Mấy chị báo em 49 ha. Chị Phạm Hiểu 1 mét rưỡi 49. Mấy chị báo em 49. Cái này là cũng lanh ha. Cái này cũng lanh. Khúc này là 1 mét rưỡi nè, 1 mét rưỡi lên. 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi này là 44. 1 mét rưỡi 44, mấy chị báo cho em 44. 49 em chốt cho chị Phạm Thị Ba. Chị Phạm Thị Ba ơi, 49 này là lên ha, không có giãn gì, chị có lái không? Lên tôn nó không có giãn gì, lái thì chị báo ok ha. 44 em chốt cho chị Thịt Võ. 44 em chốt chị Thịt Võ. Vải thun kim sa. Vải thun kim sa em cũng không có. Cái này là cũng lanh ha. Cái khúc này cũng lanh. Khúc này cũng lanh. 71k. Khúc lanh này là 71. Chị báo em 71. Em xem thấy được mấy mét. 2 mét. Lúc này là 2 mét mấy chị. Lanh. Có chỗ gọi là tôn, có chỗ gọi là lanh. 71, 2 mét lanh. Mấy chị báo em 71. Chị Phạm Thị Ba ơi, cái khúc lanh hồi nãy 49 đó là lanh. Chị có lái không chị? Chị lái thì chị báo ok ha. Thung kim sa. Lanh này chị Vùng Nguyễn. Em có cái khúc thung kim sa này nè. Chị lái thì chị báo ok ha. Chị lái thì chị báo ok. Nó vàng cái chị nha, nó kim sa mà nó nhuộm màu đồng. Dạ được chị Nguyễn Kim Anh. Cái bộ màu hồng nó may bộ áo dài rất là đẹp đó chị. Satin may nguyên bộ áo dài ha. Lanh không có giãn chị ơi. Rồi chị không lấy. Lanh này cũng không thấy. Cái này là thun là chị Bùng Nguyễn. Chị Bùng Nguyễn lái thì báo ok ha. Em cũng sale cho mấy chị, giá chị có 100 thôi.
em có khúc này 73 này, chị lấy thì báo em ha. Chị lấy thì chị báo em. Vôn trắng sau thì chị nào mà hỏi vôn trắng. Mấy mấy rồi. Vậy Nguyễn Kim Anh may bộ áo dài màu hồng, có bộ màu hồng là mấy rồi? Có cấp màu bán mấy trăm rồi vậy? Rồi em chốt cho chị ha, cái này may nguyên bộ áo dài rất là đẹp. Cho chị Nguyễn Kim Anh nè. Cái khúc đó là 4 mét chị Nguyễn Kim Anh, khổ 1 mét 2 là mấy chị may nguyên bộ áo dài là 4 mét ha. Chị ơi, kim sa này là 2 mét rưỡi chị nha. Kim sa 2 mét rưỡi. Cái khúc này cũng là lanh lập thể mấy chị ha. Khúc này là lanh tôn 2 mét. 2 mét. 47k, 150. 47 mấy chị báo cho em 47. 47 mấy chị báo cho em 47. Phải mây đầm thì có vôn là chị Thị Hiền Lê. Có vôn ha. Cái này là lụa satin đằng hồi, mềm mướt rũ, nó giãn theo đằng hồi. Váy áo đầm bộ áo dài gì cũng được hết mấy chị ha. Khúc này là 2 mét. Hàng này là hàng cao cấp mà em sale cho mấy chị. Chị mấy áo dài, mấy áo đầm, mình thích may gì mình may, chứ bây giờ hỏi em 2m5 mà khổ rất là rộng, các chị may áo dài được nè, may áo đầm maxi được nè, may áo đầm dây được, cổ đổ được. Vôn màu trắng chữ em có. Vôn cái màu thun, chữ đây ha. Cái thun mà thun nó có nhũ này nó đây, giảm cái này lắm. Em có này, may chị lấy rất đẹp bao nhiêu luôn. Mấy? Vôn chi phong. Cái này là vôn chi phong. Khúc lụa satin đằng hồi này là 30k, mấy chị báo cho em 30. Lụa satin đằng hồi đó là 30k, mấy chị báo cho em 30. Đây này chị Trang Hiếu. Bông trắng là bông nào con chưa không biết luôn á. 30 em chốt chị thiệt vỏ. Cái này chị lấy chị là bao nhiêu mấy chị báo em ha, chị Trang Kiều. Cái này em còn nhiều nè, em có chữ nữa, em có chữ khác nữa, chị lấy thì báo em ha. Rất là rẻ xe cho mấy chị, giá chỉ 100k một ký thôi. 100k một ký. Chị lấy 10 mét rồi ok chị ha. 2 mét này chỉ có 29k thôi. 2 mét chỉ có 29 ha. 29. 29 mấy chị báo cho em 29. Satin hoa không có chị Long Vũ. Cắt cho chị 10 mét. Lên lấy cái chữ đi nó nữa xem nào. Hai mươi chín em chốt chị Phương Dung nè. 29 em chốt chị Phương Dung. Trời ơi, nó bị nấu nữa, cái này như bị nấu hả? Lắm rồi. Thôi không mười mấy cái nó. Nó bị cái đường nối. 29 cái này là vôn chị Phạm Thị Ba ha. Vôn vôn này nó không có giãn, chị lái được không? 20 mét, 10 mét. Em còn cái chữ khác nữa cũng màu trắng. Chị lái thì chị báo em lái cho. Cái này là lụa ý ha, màu đen lụa ý, váy áo đầm bộ áo dài đều được. Khúc này là 2 mét. 2 mét này là 34k. 2 mét này là 34, mấy chị báo cho em 34. 34 này là lụa ý, có co giãn, váy áo đầm bộ áo dài gì cũng được hết mấy chị ha. 34 lấy xem kìa. Chờ em một chút ha.
34. Cái này cũng vôn. Cúc này cũng vôn nè. 34 em chốt chị ở vùng Nguyễn. Chị Vân Nguyễn ơi, chị lấy cái cốc thun vô thun kim sa đó, chị về chị may áo đầm nè, may sườn sáng đẹp lắm. Cúc đó chị may đủ ha, em sale giá chỉ có 100k thôi, rất là rẻ. Cúc này là 30k. Hai mấy 30k. 30k chị ơi, em có hai cúc đen chị xả giùm ai cho em may áo sơ mi. Mà nói chị rồi, ok chị Phương Dung ha, để hồi em chụp hình chị không thích cúc nào thì xả ra cho xem tay sang kế sáng tay sọc không tới sáng. Cái xanh nào chị, cái xanh nào, cái này là 30k, 2m34 em chốt cho chị ở vùng Nguyễn nè. Cái xanh sạp nào chị Nguyễn Phúc, đây ha, vôn chữ. Cái này là vôn chữ nè. Để em căng thử 2m ha. Cũng bằng cái hồi nãy, cái 2m này cũng 29k đó chị Trang Kỳ. 2m vôn chữ này là cũng 29 ha. 2m này là cũng 29. Nhiều khúc một. Em đọc cái này là 29k là 2m nè chị Nguyễn Biên. Tùy theo ha, giá 100k một ký, cái nào nó nhẹ thì nó sẽ nhiều mét, còn cái nặng thì nó ít mét hơn ha. Cái này là linen mấy chị, cái này là thô linen. Cái khúc này là thô linen ha. Cái này mấy chị may đầm này, may áo khoác. May áo khoác ha. Cúc này là 2m. Cúc này là 2m. Thô linen. Thô linen có lụa hay vô hình màu trắng lớn. Màu trắng lốt em có hết rồi chị. Chị cần xem. 35k. 35k vôn, vôn hay lụa lụa vôn. 25, mấy chị báo cho em 25, 35. 35 này là thô linen mấy chị ha, 35. Dạ không chị, u mì hoa em không có ha. U mì hoa em không có. Đây vải trắng lốt đây mấy chị. Chị Trần xem, em có một khúc vàng là vải trắng lốt nè. Mà nó bị dơ rồi nè. Được 1,5 m. Khúc màu trắng lốt này là được 1,5 m. Khúc từng khúc thôi. Cái này là thô mấy chị ha, cái này là thô nè. Má sơ mi cho nam. Có chỗ gọi là KT, có chỗ gọi là thô ha. Rồi em mở cho chị Trần Sen ha. 1,5 m, có 1,5 m ha. 55k. Cúc thô này là 55. Lốt nữa là lốt lốt với nhật đó chị Trần Sen. 55, cái gì bảo em 55. Cái này là cà tô thô, có chỗ gọi là cà tê. 55, mấy chị bảo em 55. Ba mét rưỡi 55, mấy chị bảo em 55. 55. 55, mấy chị bảo em 55. Cái lốt giá này nè, nó từng khúc một khúc 1,4 m, 1,5 m. Hả? 55, 1,5 m cho chị ạ, tê ra sao tiếp. Chị Như Tuyết ơi, chị lấy cái gì 35, chị có cái này là 55. Cái này là 55.
55 mà em cắt cho chị như tuyết, Teresa tuyết là. Rồi em bỏ cho chị được 2 khúc chị Trần Sơn ha. Em còn có khúc này là 31 nè, chị Như Tuyết lấy thì báo ok ha. Em còn khúc đó là 31, chị lấy thì chị báo ok. À 35 là thô này rồi, em bỏ cho chị ha. 31 em chốt cho chị Trang Kiều. 31 em chốt cho chị Trang Kiều. Cái này là lân hả? Có chị cho chị Thanh Bình á. Đưa cho chị Thanh Bình rồi đó. Đưa dân con chốt cho chị Thanh Bình. Chị hỏi phía lân đi luôn rồi. Rồi thôi em mở cho chị rồi ha. Chị nào lấy lụa satin màu đen nè, lụa satin màu đen. Thành cái này lân hả? Chị nào lấy satin màu đen thì báo em ha. Bỏ chị Thanh Bình đó. Cái này cũng lanh mấy chị, cái này cũng lanh ha. 1,5 mét. 1,5 mét lanh. Thiếu khúc bi xanh thì ai bỏ ra thì bỏ cho chị hết. 1,5 mét này là 41k. 1,5 mét 41, mấy chị bảo em 41. Chị Ngọc Nguyễn ơi, satin đen đó chị lấy bao nhiêu mét? Nắng này cứ chói. Satin đen chị lấy bao nhiêu mét ha? Mấy chị kèm số mét em cắt ha. Mấy chị kèm số mét em cắt. 1,5 mét lanh này là 41, mấy chị báo em 41. 41, mấy chị báo em 41. Ý em là chị mấy chị lấy satin đen phải kèm số mét giúp em. Chứ còn mấy chị nói như vậy thì em không biết đường là bao nhiêu mét. Em bỏ cho mấy chị ha. Mấy chị phải kèm số mét em sẽ cắt cho mấy chị. Khúc này là vôn lụa 25k. Vôn lụa này là 25. Do mạng với chị Phương Trần. Chị Ngọc Nguyễn lấy 10 mét nè. 25, mấy chị báo em 25. Đây có rồi. Chị Ngọc Nguyễn lấy 10 mét này, có vô nền trắng. Vô nền trắng, vô nền trắng thì à. Em có vô nền xanh này nè chị Trang Kiều. Có vô nền xanh này cũng rất là đẹp nè. Cái hàng này là giá 160 đó chị Trang Kiều. Chị lấy thì à, em cắt cho chị. Cái nó chỉ có 21k 2 mét thôi. 21k 2 mét. Rồi 10 mấy cho chị Ngọc Nguyễn nè. 10 mấy cho chị Ngọc Nguyễn. Chị Thúy Bình 5 mấy satin đen. Chị Thúy Bình 5 mấy. Chị Nguyễn Biên ơi, chị lái cái satin đen này là bao nhiêu mét?
chị chưa được có khúc nào hết á. Hồi sáng giờ em thấy chị 2,5 mét đen. Rồi lấy khúc gì á mà không này, 5 mét cho chị phía bình này. Rồi lấy cho chị khúc 2,5 mét ha. 2,5 mét cho chị Nguyễn Biên nè. Chị mua thêm vài khúc nữa ha. Mấy chị mua thêm vài khúc nữa rồi mới đi đơn được, chứ mới một khúc đó là chưa đi đơn được ha. Một khúc đó giờ mới có máy 10k thôi, chưa đi đơn được. Chị Lê Thị Bách Đào 4 mét dùng đơn nè. Rồi để em cân thử 10 mét này bao nhiêu, bỏ lên cân đi thầy. Mười mét là 157k ha. 157k đó chị Ngọc Bừng Nguyễn. Mấy cho chị Lê Thị Bích Đào, chị Lê Thị Bích Đào chị có một khúc màu xanh mà hết rồi chị, để em tìm xem cái còn thì em bỏ ha, em còn xem cái tìm bỏ chứ còn mà mới liền là hết rồi. Cái này là 4 mét cho chị Lê Ngọc Bích Đào này, em còn cái khúc này là được có hơn cho chị. Chị Trần Sang 1 mét satin đen. Chị Trần Sang 1 mét, hồi nãy con khúc 1 mét. Đây thì Bích Đào treo lên đó đây, chút nữa dọn dọn và lái lung lái cái chưa. Lấy bỏ chốt cho chị khúc xanh rồi đi luôn. Còn bao nhiêu là bỏ cho chị à. Rồi để em tìm xem chị Ngọc Nguyễn ha. Còn phi lụa được không chị? Cái này là lụa satin nha chị Lê Thị Bích Đào. Nè, 1 mét cho chị Trần Sen. Còn có 1 mét mốt. Khúc sạp với khúc tấm đi đen. Hả? Máy sạp đen. Em đâu có 7 sạp đen đâu chị. Máy khúc sạp với khúc tấm đi đen. Chị ơi chị ơi. Satin đen là mấy chị, satin đen em hết rồi ha. Satin đen em hết. Em còn khúc này có 1 mét mốt. Đen tuyền giãn hết luôn. Đen tuyền giãn đó là xung cấp. Đen tuyền giãn. Ở đường sau em đâu có thấy sập đâu chị à, chị Phúc. Chị Nguyễn Ngọc Phúc ơi. Bon, có bon đỏ tặng nó, là có bon đây, có nhóm nào không? Có bon đỏ mình tặng tết. Satin màu nâu. Chị nào lấy satin màu nâu này bảo em nâu thôi. Bỏ này cho chị tăng tiền. Ôi trời ơi. Vậy cái màu đang coi là cái màu quýt trời. Chưa đây, cho em cái gì cái rồi. Cái này là màu nâu mới vậy ha. Satin có giãn vậy Phạm Thị Ba. Satin là có giãn ha. Còn phi thì mới không có giãn. Vì nào lấy nâu thì bỏ em nâu kèm sơ mét.
nâu kèm số mấy satin có giãn ha. Cái này là khổ có 1m2, satin là màu nâu này là khổ có 1m2. Mấy chị may một bộ áo dài là phải 4m. Còn khổ 1m5 là mấy chị may 3m là đủ ha. Chị Trân Kiều có 1m1 màu đen rồi ha. Cái này là bà 2m5 nè. Satin cho em 5m. Khúc này là 34k mấy chị, 2m5 này là 34. Mấy chị may được một bộ, một cái áo dài là 34. Còn mấy chị may nguyên bộ áo dài thì phải 4m. Còn may bộ đồ pyjama là 3m ha. 3m. Chị Trần Sơn ơi, cái lốc cháy màu kem mà màu trắng này nè, nó có từng khúc vậy được không chị? Còn có màu kem này thì nó em có nhiều nè, màu kem thì nó ra không? Satin may quần. Cái này may quần áo dài đó chị Bích Vân. Satin này may nguyên bộ áo dài ha, may đồ pyjama, may áo đầm. Rồi được ha, rồi để em dồn ha, em dồn em mở cho chị được. Vôn màu trắng em hết rồi mấy chị, vôn màu trắng thì em cũng hết rồi ha. Chị Bích Vân mình lấy mẫu gì? Áo dài 1m5 chị, khổ nhỏ chị lấy 1m5 giúp em. Khổ nhỏ chị lấy 1m5 nha. Chị may một cái quần áo dài hả chị Bích Vân? Là phải 1m5. Một cái quần áo dài là 1m5 ha. 1m5 tới 2m quần ống rộng á chị, còn quần mà bình thường thì mình lấy 1m5. Khổ 1m2 là chị em cắt cho chị 1m5 là mới đủ một cái quần áo dài nè. Vôn trắng về em cũng hết rồi đó chị ơi. Một mà 1m5 mới đủ ha, còn cái khổ nào mà 1m5 á, khổ mà 1m5 là mấy chị may 1m. Rồi em cắt cho chị rồi ha, em cắt cho chị rồi. Cái này là vôn lụa mấy chị. Cái này là vôn lụa mềm mướt rũ ha, mềm mướt rũ. Váy áo đầm bộ không cần lót. Khúc này là 2m. 2m này là 31k. 2m 31 mấy chị báo cho em 31. 2m 31 mấy chị báo cho em 31. 31 2m mấy chị báo cho em 31. Cái này là cũng lụa satin đàn hồi ha. Cái này là lụa satin đàn hồi. Cái này mấy chị lên áo kiểu, lên áo đầm, lên bộ ha. Rất là dễ thương. Khúc này là 2m lụa satin đàn hồi. 39k. 2m lụa satin đàn hồi này là 39, mấy chị báo cho em 39. 39 mấy chị báo cho em 39. 39 mấy chị báo cho em 39. Cái này là lưới thêu mấy chị ạ. Cái này là vôn thêu. Cái này là vôn thêu màu trắng. Vôn hàng bông xanh hả? À bông xanh này hả chị? Cái này là vôn. Phải cái này không chị? Chị Bình Thanh, cái vôn này thì chị có rồi nè. Cái này là vôn ha. Cái màu trắng này là cũng vôn. Rồi em bỏ cái khúc này cho chị Trang Kiều nè. Được 4m chị Trang Kiều ha. 4m. Dạ, cái đó cái bông màu xanh đó là chị có rồi. Chị Trần Khánh Hòa xem lại 39 mẫu nào ta.
109k ha. Bốn mấy 109k chị Trang Kiều ha. Bốn mấy đó là 109. Đây 39 đây ha. 39 này là đuổi. À, cái này là satin đàn hồi á mấy chị. Cái này là satin đàn hồi. Mấy chị mấy bộ mấy đầm nó có từng ô như vậy này. Mấy chị về mấy chị không thích thì mấy chị làm khăn quàng cổ ha. 2m 39k đó chị Trần Thị Khánh Hoa. 39. Cái này là lanh mấy chị ha. Cái khúc này là lanh tôn 2m. 51k. 51 mấy chị báo em 51. 2m lanh này là 51 mấy chị báo em 51 rất là đẹp. 51 mấy chị báo em 51. Rồi em xin chào mấy chị ha. Em cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em. Hẹn mấy chị sáng mai 9 giờ ha. Chiều nay nhà em nghỉ để chốt đơn, mấy chị xem. Cái này chị kép nhầm. Cái này là 51 chị tắt tô nữ ha. Cái này là 51. Cho chị xem 31. Cho chị xem 31, 31. Satin đàn hồi đó là 39. 31 giờ nó qua em không biết mẫu nào luôn á. Satin... Chị tắt nữ, chị tắt nữ, chị tắt tô nữ phải chị lấy cái này không chị? Chị lấy cái này thì chị báo ok ha. Có khúc nào đẹp. Rồi đó đúng rồi đó. Rồi ok chị Trang Kiều em có nói với chị là khúc đó được 4m. 4m 100 mấy đó em đạp hồi nãy rồi đó. Hỏi mai mấy giờ chị? Hả? Chị đâu có hỏi gì cái khúc đó đâu. Chị hỏi mai mấy giờ? À mai 9 giờ chị Trang Kiều ha, mai 9 giờ. Em like 9 giờ và 1 rưỡi chiều. Mà chiều nay là shop nhà em nghỉ. Ủa quá đó chị, em lên cái chị không lấy xong cái chị xem lại em không biết cái mẫu nào luôn á. Đây. Ừ. 31 đây chị Vũng Nguyễn, cái này là vôn lụa nè. À, vôn nó hai da đó. Đây ha, cái này là chị mây bộ mềm mướt rũ nhưng mà nó không có giãn, chị lấy thì chị báo ok ha. Chị lấy thì chị báo ok giúp em. Rồi em xin chào mấy chị ha, chúc mấy chị ăn cơm ngon miệng, hẹn mấy chị sáng mai 9 giờ, xin chào mấy chị ha.